Tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi tỷ, nhiều mỗi trăn trở, kết quả xứng đáng với nỗ lực. Tử vi tháng 6 âm lịch cho biết, cục diện tháng mới của những chú chuột có thăng có trăm, có tăng tiến nhưng cũng có niềm trại không ít những khó khăn lẫn phức vả. Mọi chuyện từ tài lộc công danh cho tới tình cảm đều sẽ có những điều phải trăn trở nhưng rất may là kết quả sau cùng không tồi xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra sự xuất hiện của tương hải thái tuế ảnh hưởng không nhỏ tới vận trình sự nghiệp của con giáp này công việc chịu áp lực từ cấp trên hoặc đối tác những chủ chuột có thể phải tăng ca mang về nhà để giải quyết Tuy nhiên, đừng vì hàm công tiếc việc mà ôm đầm nhiều thứ, vì bạn sẽ không thể làm xoẩy. Trái ngược với những điều không mấy tích cực ở công việc, thì con giáp người tuổi tỷ lại đón nhận không ít tình vui về con đường tài lộc. Các sao tử vì tốt giúp cho những chủ chuột có độ thông minh và sản xuất để tháo gỡ những khó khăn đúng lúc đúng chỗ, thu về cho bản thân nguồn lợi nhuận bất ngờ. Con đường tình cảm lại không được như ý. Các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi bất đồng liên quan tới chuyện tiền bạc. Con người độc thân, dù có những cuộc gặp gỡ hẹn hò mới, đây là tín hiệu tốt nhưng cũng cần phải cẩn thận để tránh bị lừa gạt, hãy tỉnh táo trong những mối quan hệ mới quen biết. Về phương diện sức khỏe, những người sanh năm tỷ gần như không gặp vấn đề gì đáng lo ngại trong tháng 6 âm lịch này. Bản mệnh gặp huy thì hóa an, gặp dự hóa lanh, sức khỏe được đảm bảo. Tuy nhiên, hung vận luôn rình rập nên vẫn cần phải chú ý an toàn cho bản thân. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi tỷ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng mới, người tuổi tỷ được khuyên nên chuẩn bị sẵn tinh thần vững vàng bởi áp lực công việc của con giáp này sẽ tăng lên khá đáng kể. Nhất là những người tuổi tỷ bước vào độ tuổi trung niên, vì vậy, hãy đảm bảo cho bạn có đủ sức khỏe để cán đáng công việc và vượt qua thử thách. Trong tháng tân mùi này, chịu ảnh hưởng của cục diện tương hại. Công việc trong tháng phải đối mặt với không ít những thăng trầm. Thậm chí, ngay cả những việc làm quen tay trước đó cũng phát sinh sự cổ bất ngờ khiến bạn không kịp trở tay. Điều này cho thấy con giáp này làm việc gì cũng cần phải chẳng chỉnh và cẩn thận, đừng nghĩ là việc đã quen nên nhắm mắt làm cũng được. Từ đó dẫn tới những sai sót không đáng. Tiến độ có phần trì trệ, thường xuyên đưa ra được những phán đoán thiểu chính xác khiến cho con dấp này bị cấp trên nghi ngờ, độ tác cũng không mấy tin tưởng bạn như trước đây. Nhiều người có thể phải tăng ca, mang việc về nhà để giải quyết. Tuy nhiên, đừng vì hàm công tiếc việc mà âm đầm nhiều thứ, vì bạn sẽ chẳng thể làm xoảy và tháng này nên hạn chế xử lý những việc lớn. Dù tham vọng của con nhấp này đang rất lớn nhưng vận khí không ủng hộ thì cũng không nên bất chấp hay đánh cược những gì mà mình đang có. Đến cuối tháng, vận trình sẽ có phần dễ thở hơn nhờ một vài các tin xuất hiện kịp lúc nhất là vào sự tương trợ của sao dạy thần lẫn sao tự vi. Tại thời điểm này, con giáp ngươi tuổi tỷ sẽ được đền đáp xứng đáng và nhận những lời khen từ cấp trên với khả năng xoay chuyển tình thể một cách tài tình. Có thể con giáp này còn được một phần thưởng hậu hĩnh nữa đẩy Tuy nhiên, hãy cẩn thận trước những lời nói và biết kiểm soát cảm xúc của mình, không nên tự cao quá mức. 2. Luận về phương diện tài chính Tháng mới cho biết được có thực thần chiếu mệnh, người tủ tỷ có cơ hội kiếm thêm đồng ra đồng vào. Tuy tiền bạc vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng cũng không đến mức tủng thiểu phai mượn nợ nần khắp nơi nơi. Điều này có thể coi là một tín hiệu vô cùng tích cực cho bạn trong khoảng thời gian sự nghiệp có thử thách lớn như hiện tại. Lại thêm nguyệt lệnh làm trường sinh ủng hộ, người làm kinh doanh lại càng có lợi. Tháng này tình hình buôn bản khả tấp nập, đơn hàng tới tấp, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, tiền bạc chi tiêu rủng rỉnh. Còn giáp người tuổi tỷ có thể tranh thủ tiến hành ý định kinh doanh hay mở rộng đầu tư, nhưng nhớ đừng nóng vội kẹo đối mặt với những rủi ro. Hơn nữa, các sao tử vi tốt cũng sẽ giúp cho những chú chuột có đủ thông minh lẫn sản xuất để thảo gỡ những khó khăn đúng lúc đúng chỗ thu về nguồn lợi bất ngờ. Thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau, bạn cứ tiếp tục chăm chỉ như hiện tại thì chẳng mấy chốc mà tích góp được một khoản kha khả. khá. Càng về của tháng càng bận rộn nên còn nhấp này hay đảm bảo cho mình đủ sức khỏe và tinh thần để làm việc. Dù vậy, bạn trở nên chủ quan bởi tháng tân môi vẫn có tương hại trình rập, vận mai có thể tan biện trong chốc lát nếu như bạn không có kế hoạch tài chính cụ thể và khôn ngoan. Bên cạnh đó cũng cần phải đề phòng tiểu nhân rình rạch, tìm cách chiếm đoạt lợi ích của bạn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Trong tháng 6 âm lịch này, con đường tình duyên của người tuổi tỷ không được như ý. Ban đầu nhờ nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, đào hoa khởi vườn, những tưởng bản mệnh sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc lẫn vui vẻ. Nhưng đời đầu biết trước được chữ ngờ, nhân duyên vã vườn cũng kéo theo không ít những rắc rối. Vận đào hoa giúp cho người độc thân có nhiều cơ hội lựa chọn người thật sự phù hợp với một nửa của mình. Bạn sẽ có thêm những cuộc gặp gỡ hẹn hò mới, nếu chủ động mở lòng thì tình hình sẽ có tiến triển. Tuy nhiên, dù đây là tín hiệu tốt nhưng cũng cần phải cẩn thận để tránh bị lừa gạt, đặc biệt hãy tỉnh táo trong những mối quan hệ mới quen biết với các cặp đôi những mối quan hệ khác giới của đôi bên khiến cho cả hai thiếu tin tưởng vào đối phương ghen tuông nghi ngờ thường xuyên xảy ra bất hòa liên miên một số cặp đôi còn dễ xảy ra tranh cãi bất đồng liên quan tới chuyện tiền bạc 4. luận về phương diện sức khỏe bước sang tháng mới tình hình sức khỏe của người tự tỷ nhìn chung không có vấn đề nào cần phải lo lắng. Bản mệnh được các tình che trợ, gặp nguy, hóa cát, gặp dữ, hóa lanh, sức khỏe được đảm bảo. Dù có bệnh thì cơ thể cũng nhanh chóng phục hồi. Người bình thường thì cử chăm chỉ tập thể dục, thể thao, ăn uống điều độ thì sức khỏe càng thêm dồi dào. Tuy nhiên, hung vận luôn rình rập nên vẫn cần phải chú ý an toàn cho bản thân, đặc biệt cần phải chú ý nhiều hơn khi đi lại tham gia giao thông, đề phòng mắc phải hỏa huyết quen, xảy ra va vẹt trên đường. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi tỷ vào tháng 6 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Mậu Tý mệnh Hỏa, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch khẩu huyết, nên chuẩn bị sẵn tinh thần vững vàng bởi áp lực công việc của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Quý nhân phù trợ tuổi sổ, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi giàu, tuổi môi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu cam. 2. Tuổi canh Tý Sinh năm 1960, mệnh thổ, nam sao thổ tủ, nữ sao phân hở khẩu quyết, dễ bị cấp trên nghi ngờ, đối tác cũng không mấy tin tưởng quý nhân phù trợ tuổi sậu tuổi thìn tiểu nhân tuổi mão tuổi mùi màu sắc may mắn màu xám màu nâu ba tuổi nhâm tỵ sinh năm 1972 mệnh mộc nam sao thái âm nữ sao thái bạch khẩu quyết tình hình buôn bản tấp nập đơn hàng tới tấp hứa hẹn doanh thu bất ngờ quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi thân tiểu nhân tuổi dậu tuổi mão màu sắc may mắn màu xanh lá màu đen bốn tuổi giáp tỷ sinh năm 1984 mệnh kim nam sao thái dương nữ sao thổ tủ khẩu quyết đào hoa khởi vườn nhưng nhân duyên phá vườn cũng kéo theo những rắc rối không đáng quý nhân phù trợ tuổi hoài tuổi sửu tiểu nhân tuổi ngọ tuổi tuất màu sắc may mắn màu nâu màu vàng năm tuổi bính tỷ sinh năm 1996 mệnh thủy Nam sao thổ tủ, nữ sao Phần hưởng, khẩu quyết, gặp nguy, hóa cát, gặp dữ, hóa lành, sức khỏe được đảm bảo. Quý nhân phù trợ tuổi thìn, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi mão, màu sắc may mắn, màu xanh lam, màu nâu. Tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp ngư tuổi sửu, công sức như mũi bỏ biển, nhiều hao tổn bất ngờ. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 cho biết, phận khí của những chủ trâu được dự đoán sẽ có nhiều hao tổn, xa xúc bất ngờ. Công sức bỏ ra như mũi bỏ biển, làm mãi mà kết quả vẫn chẳng đâu vào đâu. Kết quả không tốt khiến cho con giáp này khá chán nạn. Nguyên nhân chủ yếu cũng do nhiều sao xấu chiếu mệnh. Trên phương diện sự nghiệp, những người sanh năm sổ bị tương xung ám hại, công việc chưa đạt được những bước đột phá nào đáng kể khiến bạn hài lòng. Tháng nay, tình hình cạnh tranh với đồng nghiệp ngày càng thêm kịch liệt, có thể là cạnh tranh chức vụ, tâm ảnh hưởng hoặc uy tín cá nhân. Tất cả đều gây ra áp lực cực lớn, cần phải hành sự thận trọng, kẻo mọi công sức đổ sông, đổ biển. Phương diện tài chính cũng có khá nhiều biến động. Thông tin cản trợ có dấu hiệu mất mát tiền bạc, đầu tư thua lỗ hoặc kinh doanh gặp trở ngại do yếu tố chung của thị trường. Thời điểm này, giữ tiền yên ở trong tuổi là lựa chọn khôn ngoan, bảo vệ thành quả, chờ đợi thời cơ. Vấn đề chi tiêu cũng cần nên có sự tỉnh toán và điều chỉnh một cách hợp lý. Ngay cả chuyện tình cảm cũng không mấy lý tưởng vì quá áp lực và mệt mỏi với công việc, chuyện kiếm tiền trang trải cuộc sống mà còn dấp nay dần bỏ bê mỗi quan hệ yêu đương, vợ chồng gia đình của bản thân. Bản mệnh không còn cảm giác yêu đương mặn nồng, tình cảm bị thiểu hụt, tinh thần càng ảm đạm. Người độc thân chưa có dấu hiệu cải thiện nào, vì quả thầm công tiếc việc mà sức khỏe của người tuổi sửu trong tháng tân mùi không được tốt. Điều này bạn cần phải dành thời gian để chăm sóc bản thân đúng cách và tập luyện thể thao một cách điều đặn. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi sửu luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện, công danh, sự nghiệp vận trình tháng mới giảm sút nhanh chóng kéo theo phương diện sự nghiệp của người tuổi sổ đương đầu với nhiều sóng gió cục diện tương xung là nguyên nhân chính của những rắc rối trong tháng này công việc chưa đạt được những bước đột phá nào đáng kể khiến bạn phải hài lòng công sức bỏ ra như mũi bỏ biển làm mãi mà kết quả chẳng đâu vào đâu khiến cho con giáp này chẳng nạn nhiều việc không được như ý muốn, còn giáp này càng trở nên nóng tỉnh, có những suy nghĩ mang tính cực đoan, thêm rất dễ vướng vào những tranh chấp hoặc rắc rối thị phi, gây hao tổn cả tinh thần lẫn tiền bạc. Cũng trong tháng này, quan hệ nhân duyên của bạn đi xuống, tiểu nhân rình rập khắp nơi. Vấn đề này cũng đè nặng tinh thần khiến bạn không có nhiều hưởng thú khi làm việc. Ở thời điểm hiện tại. Công việc càng áp lực, bạn càng muốn thể hiện chứng minh được bản thân nhiều hơn. Tuy nhiên, điều đó có thể khiến bạn hành sự nóng vội, ngừa non, hảo đá, cuối cùng tự hại bản thân. Bạn cần nỗ lực, kiên trì, tích lũy thành công nhỏ, rồi dần dần mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ngoài ra, tháng nay tình hình cạnh tranh với đồng nghiệp ngày càng thêm kịch liệt, có thể là cạnh tranh chức vụ, tầm ảnh hưởng hoặc uy tín cá nhân. Tất cả đều gây ra những áp lực cực lớn, cần hành sự thận trọng, kéo mọi công sức đổ xuống sông, xuống biển. Bạn cũng có thể đánh mất đi lòng tin với khách hàng hoặc đồng nghiệp gây ra nhiều tổn thất cho công ty. Việc bạn cần làm là bình tĩnh đối mặt và tìm hưởng giải quyết, không nên nóng nảy mà làm hư truyền. Gia đình sẽ là chỗ dựa tốt nhất cho bạn trong giai đoạn này. 2. Luận về phương diện tài chính Tháng 6 âm lịch, chẳng những sự nghiệp, phương diện tài chính của người tuổi sổ cũng có khá nhiều biến động. Hung tin đại hào cản trở, có dấu hiệu mất mát tiền bạc, đầu tư thua lỗ hoặc kinh doanh gặp trở ngại do yếu tố trùng của thị trường. Hơn nữa, tương xung cảnh báo bạn có thể mất tiền vào những sự cổ liên quan tới công việc như đền bù sai sót, nộp phạt đưa ra những quyết định sai lầm do quả nóng lòng muốn cải thiện thu nhập. Chính vì vậy, bạn nhớ để ý tới các con số trong hợp đồng, kiểm tra kỹ càng trước khi đặt bút ký, tránh sai sót, nếu không bạn phải bỏ tiền tuổi ra để đền bù. Người làm ăn kinh doanh cũng cần hết sức đề phòng trước những lời mời đầu tư, mức lợi nhuận, béo bở. Thời điểm này, giữ tiền yên trong tuổi là lựa chọn khôn ngoan, bảo vệ thành quả, chờ đợi thời cơ. Tốt nhất nên tập trung làm công việc chính, làm cho chắc, cho tròn thì sẽ hạn chế được rất nhiều rủi ro. Đừng mơ mộng hay âm đơm quá nhiều việc ngoài luồng khác. Nó chỉ khiến cho bạn mất thời gian và công sức, chữ thành quả thu về không xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Vấn đề chi tiêu cũng nên có sự tính toán và điều chỉnh hợp lý, nhất là khi các khoản chi tiêu trong tháng vẫn gia tăng nếu không có kế hoạch tài chính cụ thể thì hao tài là điều tất yếu. Bạn cần học cách chi tiêu khoa học hơn, có như vậy thì mới mong tích lũy khoản dư thừa, dùng cho tương lai lâu dài. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo Thạng Tân Mùi cho biết Vận khí xa xúc khiến cho con đường tình cảm của người tuổi sửu không mấy lý tưởng dù là người độc thân hay đã có đôi thì cũng có những chuyện buồn phiền về tình cảm. Vì quá áp lực và mệt mỏi với công việc, chuyện kiếm tiền trang trải cuộc sống mà còn giáp này dần bỏ bê mỗi quan hệ yêu đương vợ chồng gia đình của mình. Bản mệnh không còn cảm giác yêu đương mặn nồng, tình cảm bị thiểu hụt, tinh thần càng ảm đạm. Người độc thân chưa có dấu hiệu cải thiện nào còn giáp này khó có thể tìm được người thấu hiểu cho tâm tình của mình. Dù cảm thấy cô đơn khi xung quanh ai ai cũng có người bầu bạn, song lại không đủ can đảm để tự ra ngoài tìm kiếm một nửa cho mình. Sự mâu thuẫn trong tình cảm cũng xảy ra với người có đôi do ảnh hưởng từ tương xung. Hai bên không ngừng tranh cãi vì những chuyện còn con, chuyện bé sẽ ra to, đôi khi còn cổ tình nâng cao quan điểm. Điều này chỉ khiến cho ngọn lửa giữa cả hai càng thêm bùng trải, những vết rạn nứt tình cảm cũng từ đó mà xuất hiện ngày càng nhiều. Các cặp đôi có thể sẽ thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn hơn. Nếu còn muốn giữ gìn tình cảm thì nên nhanh chóng tìm cách giải quyết trước khi quá muộn màng. 4. Luận về phương diện sức khỏe trên phương diện sức khỏe, vì thói quen tham công tiếc việc mà thể trạng của người tuổi sửu trong tháng này không được tốt. Điều bạn cần làm là dành thời gian để chăm sóc bản thân đúng cách và tập luyện thể thao điều đặn. Nếu biết yêu thương bản thân đúng cách, nguyệt lệnh lâm dưỡng sẽ tạo ra cơ hội để bạn rèn luyện sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đẩy lùi bệnh tật. Lưu ý rằng, thời điểm này nặng nỗng kéo dài, bản mệnh nên tập trung vào việc giải quyết cho cơ thể từ sâu bên trong. hàng ngày nên uống nhiều nước để không bị mất nước quá nhiều. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi sủ vào tháng 6 âm lịch năm 2024 như sau. 1 tội kể sầu mệnh hỏa năm sao kể đô nợ sao thái dương khẩu quyết công việc chưa đạt được bước đột phá nào đáng kể khiến bạn hài lòng quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi dậu tiểu nhân tuổi ngọ tuổi mùi màu sắc may mắn màu đỏ màu nâu hai Tuổi tân sửu sinh năm 1961 mệnh thổ nam sao la hầu nữ sao kẻ đô khẩu quyết, hành sự nóng vội, ngựa non, háo đá, cuối cùng thành ra tự hại mình. Quý nhân phù trợ, tuổi tỷ, tuổi hoài, tiểu nhân, tuổi tuất tuổi môi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu trắng. 3. Tuổi quỷ sửu sinh năm 1973, mạnh mộc nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết. Có dấu hiệu mất mát tiền bạc, đầu tư thua lỗ hoặc kinh doanh trở ngại. Quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi tý, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi tuất, màu sắc may mắn màu đen, màu xanh dương. 4. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 mệnh kim. Nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết nhiều chuyện buồn phiền về tình cảm do thiếu thời gian cho đời sống tình cảm. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi mạo, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Thân, màu sắc may mắn màu nâu, màu đồng. 5. Tôi, tên sổ, sinh năm 1997, mệnh Thủy, nam sao La Hầu, nợ sao kế Đô, khẩu quyết. Cần dành thời gian để chăm sóc bản thân đúng cách tập luyện điều đặn. Quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi Tý, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu hồng nhạt, màu tím. Tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi dân hung cát, tương tê, tập trung, hoàn thiện, bản thân. Tháng 6 âm lịch đây là một tháng bình ổn, hùng cát tương tề đối với những chủ hộ. Bản mệnh có một vài cơ hội phát triển, nhưng cũng hãy thận trọng với cả những thách thức kèm theo đó. Mọi chuyện có thể chưa thật sự rõ ràng, tốt nhất nên tập trung nâng cao và hoàn thiện bản thân. Công việc nhìn chung tiến triển đều đều và tốt đẹp, trong thản các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa, nhưng vẫn cần phải biết cách xử lý và giải quyết gọn ghẽ để không phát sinh sự cổ. Khi giao tiếp với người khác tránh đối diện trực tiếp, cẩn trọng lời ăn tiếng nói, bằng không dễ rước họa vào thân. Vận trình tài lộc có thù có trì, bản mệnh có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sản xuất và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ vì vậy trở nên trụ quan. Tình cảm ít biến động, người độc thân vượng nhân duyên các giới, dù là nhân duyên may mỏi hay tự nguyện, những chủ hộ đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Tuy nhiên, để tình cảm thăng hoa, bản mệnh cần phải nỗ lực rất nhiều phương diện sức khỏe thể trạng của người tuổi dần khá tốt, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Dù vậy, bạn cũng cần nên duy trì lối sống khoa học, sinh hoạt lành mạnh, đề phòng các bệnh lây nhiễm theo mùa. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi dần luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Con đường sự nghiệp của những chủ hộ tuy chưa thể được gọi là đột phá nhưng cũng không gặp vấn đề nào quá lớn. Đêm bảo tử vi cho thấy nguyệt lệnh làm thay, bạn có một vài ý tưởng độc đáo. Nhưng vì khâu chuẩn bị chưa thỏa đáng nên sức thuyết phục không nhiều, chưa được cấp trên đánh giá cao. Do đó vẫn cần phải có thêm thời gian nỗ lực và đánh giá tình huống chính xác hơn. Trong tháng, các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa, có người giúp đỡ khi gặp khó khăn, nhưng vẫn cần phải biết cách xử lý và giải quyết gọn gã để không phát sinh sự cố. Khi giao tiếp với người khác tránh đối diện trực tiếp, cẩn trọng lời ăn tiện nổi bằng không dễ trước họa vào thân. Dù có tiểu nhân quẩy phá nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, còn dắp này tin tưởng vào bản thân và làm những điều mà mình muốn sẽ mang lại kết quả tích cực. Nhìn chung, bản mệnh có một vài cơ hội phát triển nhưng cũng hãy cẩn trọng với những cả những thách thức kèm theo. Mọi thứ có thể chưa thật sự rõ ràng, tốt nhất nên tập trung, nâng cao và hoàn thiện bản thân. Hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần vững vàng, khó khăn là không thể tránh khỏi trên con đường đi đến thành công, xong bạn cũng không cần phải quá lo lắng. Mỗi khi gặp phải những vấn đề khó khăn, bạn bè, đồng nghiệp sẽ luôn xuất hiện kịp thời giúp bạn hóa giải nguy cơ. 2. Luận về phương diện tài chính Vận trình tài lộc của người tuổi dần có thu có chi, bạn mệnh có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra những lựa chọn sản xuất và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Lưu ý rằng trong tháng này hầu như không có thứ tài, nguồn thu nhập chủ yếu vẫn là công việc chính. Do đó, bạn vẫn cần tập trung làm tốt công việc của mình, không lan man, ôm đồm quá nhiều việc phụ. Bạn nên xác định điều gì là cần thiết hơn cả, ưu tiên dành thời gian cho nó. Lúc đó, tiền bạc sẽ tự tìm đến bạn. Với riêng người làm ăn kinh doanh, có thể làm giàu, bạn cần phải có cái nhìn chuẩn xác về thị trường. Bạn cũng trở nên ảo tưởng về năng lực bản thân, nóng lòng muốn đốt trải giai đoạn mà không biết khả năng của mình đến đâu để lập ra kế hoạch phù hợp, trở chạy theo những điều phù phiếm mà dễ trút lấy thất bại. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ do hung tin nhập mệnh, vì vậy trở nên chủ quan cần đưa ra những lựa chọn sản xuất trước khi đầu tư tiền bạc vào nhé bên cạnh đó còn giáp người tuổi dân, nên phải thắt chặt chi tiêu, hạn chế mua sắm quá đa. Và suy tính thật kỹ khi cho vay mượn tiền bạc để tránh một đi không quay trở lại hoặc hoát sinh tranh chấp. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo trong tháng 6 âm lịch, tức tháng Tân Mùi, phương diện tình cảm của người sanh năm dân được dự báo ít biến động bạn cũng có thể tạm hài lòng với tình trạng hiện tại. Người độc thân vượng nhân duyên khác giới đã có sự chủ động tìm kiếm và theo đuổi cơ hội hạnh phúc. Dù là nhân duyên may mỏi hay tự nguyện thì người tuổi dân đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Tuy nhiên, để tình cảm thăng hoa, bản mệnh cần phải nỗ lực rất nhiều, nhất là khi có người có ý định tìm hiểu chữ chưa muốn tiến tới. Với các cặp đôi, vợ chồng đã kết hôn giữa hai bạn ít xảy ra mâu thuẫn, còn cãi ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Nguyệt lệnh lầm thai còn bảo hiệu một số cặp đôi có thể đón tình vui bầu bỉ, gia đình đón thêm thành viên mới sẽ càng thêm gắn kết và tràn ngập tiếng cười. Dù có xảy ra tranh cãi, nếu còn quỷ trọng mỗi quan hệ của cả hai thì bạn đừng ngại chủ động xuống nước, chấm dứt căng thẳng thì bầu không khí gia đình sẽ sớm trở lại hài hòa như xưa. 4. Luận về phương diện sức khỏe Sức khỏe của người tuổi dần trong tháng 6 âm lịch nhìn chung bình ổn, ít triệu chứng đau ẩm bệnh tật nào nghiêm trọng. Dù vậy bạn cũng nên duy trì lối sống khoa học, sinh hoạt lành mạnh, đề phòng các bệnh lây nhiễm theo mùa. Đôi khi công việc quá căng thẳng cũng sẽ khiến cho bạn bất an, lo lắng. Nếu không chịu chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình với người khác, bạn sẽ dễ rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, sức khỏe giảm sút. Quan trọng là học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè hoặc đi du lịch khám phá những vùng đất mới thú vị. Nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể cũng sẽ giúp cho tinh thần phẫn chấn hơn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi dân vào tháng 6 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi canh dân Mệnh mộc, nam sao phân hưởng, nữ sao la hầu, khẩu quyết. Chưa thể gọi là có đột phá nhưng cũng không gặp vấn đề nào quá lớn. Quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi ngọ, tiểu nhân tuổi tỵ tuổi thân. Màu sắc may mắn màu đỏ, màu xanh lá cây. 2. Tuổi nhâm dân, sinh năm 1962, mệnh kim. Nam sao một đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết. Có một vài cơ hội phát triển nhưng hãy thận trọng với thách thức kèm theo. Quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thân. Tiểu nhân, tuổi hại, tuổi tỵ màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh dương. 3. Tuổi giáp dân, mệnh thủy, nam sao phân hận nợ sao la hầu, khổ quyết. Chỉ cần đưa ra lựa chọn sản xuất và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi thân, tiểu nhân tuổi hại tuổi thân, màu sắc may mắn, màu xám, màu xanh rêu. 4. Tuổi Bính Dân, sinh năm 1986, mệnh hỏa. Nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết người độc thân vượng nhân duyên khác giới có sự chủ động hơn. Quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi thân, tiểu nhân tuổi giàu tuổi tỵ, màu sắc may mắn màu nâu màu hồng. Năm tuổi mậu dân sinh năm 1998 mệnh thổ nam sao một đức nữ sao thủy diệu cầu quyết sức khỏe nhìn chung bình ổn ít triệu chứng ốm đau bệnh tật nào nghiêm trọng quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi ngọ tiểu nhân tuổi tỵ tuổi dần màu sắc may mắn màu cam màu trắng Tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi mạo, vận khí lên cao, đón hàng lọt tình tích cực. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 cho biết, vận trình tháng mới của những chủ mèo sáng bừng những hàng lọt tình tức tích cực nhờ cỏ tam hợp cục độ mệnh thậm chí mọi chuyện đều lưỡng toàn sông Mỹ từ công việc tới tài vận. Công việc trong tháng ngày càng hành thông thuận lợi, sự nghiệp phát triển nhanh chóng và gặt hái nhiều thành công lớn. Thông qua đó, còn giáp này cũng khẳng định được năng lực của mình, nhưng cũng có thể vì thế sẽ có những kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của bạn. Tìm cách hãm hại bạn Tuy nhiên, vận quý nhân của bạn khá vận, đủ sức để đối phó kẻ tiểu nhân, không cần phải quá lo lắng. Vận trình tài lộc ngày càng khởi sắc. Phần vì may mắn, một phần vì nhờ vào sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Nhưng đừng vì quả tham lam mà mù quáng, làm việc gì cũng cần phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ càng để tránh bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc chuyện tình cảm lửa đôi có thể tiến triển theo hướng tích cực, người độc thân có cơ hội tìm được tình yêu mới. Tình yêu có thể được tìm thấy giữa bạn bè, chứ không ở quá xa. Gia đạo yên ổn, đoàn kết trên dưới, các cặp đôi cần có sự chia sẻ với nhau nhiều hơn để hạn chế hiểu lầm không đáng. Sức khỏe của người tuổi mão duy trì ổn định. Tất cả đều nhờ tinh thần phẫn khởi và thoải mái có điều chú ý sử dụng dao kéo đồ sắc nhọn đi đứng thận trọng kẹo gặp họa hình thương xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi mão luận về các phương diện trong cuộc sống một luận về phương diện công danh sự nghiệp ở con đường sự nghiệp dự bảo công việc của bản mệnh ngày càng hành thông và thuận lợi càng làm càng thấy hằng hải cho ra nhiều kết quả mỹ mãn thông qua đó những chú mèo cũng khẳng định được năng lực của mình vận may mà người tuổi này có trong tháng 6 âm lịch chủ yếu là nhờ cục diện tam hợp độ mệnh các khỉ lan tràn tin tức tích cực tới tấp thời điểm này bạn có thể mạnh dạn khởi nghiệp tiến hành kế hoạch dự định đã mong muốn từ lâu tính khả thi và tỷ lệ thành công khá cao. Trong tập thể, hãy mạnh dạn thể hiện năng lực của bản thân, tranh thủ sự ủng hộ của mọi người để tạo bước đà thăng tiến cho mình. Nhất là khi phận quý nhân của bạn khả vườn, bản mệnh sẽ được giúp đỡ, ghi nhận xứng đáng, chính vì thế mà mọi việc trôi chảy hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cũng đừng ngủ quên trên chiến thẳng mà chủ quan lơ là, nhất là khi thiên hình xuất hiện cho thấy sẽ có kẻ ghen tị với tài năng uy tín của bạn. Tìm nhiều cách hãm hại, đây là một mối nguy tiềm tàng mà bạn không thể chủ quan. Tuy nhiên, phần quý nhân của bạn khá vườn, đủ sức để đối phó với tiểu nhân, không cần phải quá lo lắng. Bằng sự nhanh nhạy, thời cuộc và cách xử lý khéo léo bản mệnh vẫn đạt được mục tiêu ngắn hạn đề ra trong sự nảy phục của bao người. Người tuổi mão mua sự dễ thành miễn là quyết đoạn nỗ lực theo đuổi tới cùng. Đừng bỏ cuộc giữa chân chỉ vì một vài khó khăn trước mắt. Nên nhớ không tự dưng trên đời, có miếng bánh thơm ngon rơi xuống. Mọi thành quả tốt đẹp đều phải trả bằng cái giá nỗ lực, có làm mới có ăn. 2. Luận về phương diện tài chính Đi cùng với sự nghiệp thì tài vận của người tuổi mạo cũng khả sản nhờ có cả tam hợp cục và chính tài nâng đỡ. Để có được điều này, phần lớn là vì may mắn, nhưng một phần cũng nhờ vào sự phấn đấu tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua của con giáp này. Xuyên suốt cả tháng, tài chính duy trì ở mức ổn định, chi tiêu cần đổi có thể tích lũy được khoản tiền rảnh rỗi để đề phòng cho những tình huống bất ngờ xảy ra. Đặc biệt, nguồn thu nhập chủ yếu vẫn từ công việc chính hiện tại của bạn. Thứ tài tăng lên đôi trúc, lợi cho các công việc, kiêm nhiệm hay dự án đầu tư. Người kinh doanh buôn bản hưởng lọc trời ban, mùa mai bản đắc. Tuy nhiên, phước lộc này chưa nhiều, vẫn cần sự nỗ lực của bản thân nhất là những ngày vừa mới trần ước trần rảo bước vào thường trường. Đừng ngựa non mà hảo đá cũng đừng vì nhìn thấy khó khăn trước mắt mà nặng lòng. Lưu ý rằng, trong tháng có cả sự xuất hiện của hung tinh tiểu hao trụ hao tài tổng của xuất hiện. Người tuổi mão cần chú ý quản lý thật chặt tuổi tiên, tránh tình trạng bị đánh rơi hoặc mất trầm. Cũng cần phải thận trọng trong các mối quan hệ hợp tác kẻo bị hất tay trên, làm nhiều nhưng không được hưởng. Dù có vận may nhưng bạn cũng đừng vì quả tham lam mà mù quáng làm việc gì cũng cần phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ càng để tránh bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc. 3. Luận về phương diện tình cảm Cha đạo được quý nhân tam hợp giúp đỡ truyền tình cảm có tiến triển theo hướng tích cực vận đào hoa phượng phát. Đây chính là thời điểm phù hợp cho những ai còn độc thân tìm kiếm nửa kia ưng ý. Điềm bảo tử vi cũng cho thấy người độc thân có cơ hội tìm được tình yêu mới. Tình yêu có thể có được tìm thấy giữa bạn bè chứ không ở quá xa, hoặc đến từ những mỗi quan hệ xã giao trong công việc. Đi đâu hay làm gì, bản mệnh đều được người khác phải ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình. Tuy nhiên, chuyện tình cảm vẫn nên để nó phát triển theo lẽ tự nhiên là tốt nhất. Càng gượng ép, càng dễ ra ra phản tác dụng. Việc đốt trải giai đoạn có thể khiến cho cả hai nhanh chóng đến với nhau, nhưng khi tình cảm nồng nhiệt ban đầu qua đi sẽ để lại rất nhiều vấn đề lửa đôi cần phải có sự chia sẻ với nhau nhiều hơn để hạn chế hiểu lầm không đáng. Với các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu, hai bạn có thể tỉnh tới chuyện hôn nhân đại sự trong tháng nay. Gia đình bản mệnh đoạn hệ sự liên tiếp, không khí gia đạo vui tươi, đầm mặn, Một vài mâu thuẫn xung đột trước đó được xử lý ổn thỏa, gia đạo ngày càng yên ổn. 4. Luận về phương diện sức khỏe Bước sang thẳng, tân mùi, sức khỏe của người tuổi mão duy trì ổn định. Tất cả đều nhờ có tinh thần phấn khởi thoải mái. Chỉ cần bạn luôn chủ trọng cân bằng trạng thái tâm lý giữa tinh thần lạc quan yêu đời, thì bệnh tật cũng tự khắc lùi xa. Ngoài ra cần lưu ý trong thẳng có thiên hình hung tinh ảnh hưởng. Những chú mèo cũng cần phải chú ý sử dụng dao kéo, đồ sắc nhọn, đi đứng, cẩn trọng, kẹo gặp, hòa, hình thương, tai nạn, độn máu. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mão vào tháng 6 âm lịch năm 2024 như sau. Một tuổi tân mão mệnh mộc, năm sau thái dương, nữ sao thổ tủ, khẩu quyết. Công việc xô sẻ, càng làm, càng thấy, hăng hải, cho ra nhiều kết quả mỹ mãn. Quý nhân phù trợ tuổi mùi, tuổi hài, tiểu nhân tuổi thân, tuổi giàu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh da trời. 2. Tuổi quý mão mệnh kim, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu khuyết, đề phòng có kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của bạn, tìm nhiều cách hãm hại. Quý nhân phù trợ tuổi dân, tuổi tuất, Tiểu nhân tuổi ngọ tuổi tỵ Màu sắc may mắn Màu xám Màu xanh lá cây Ba Tuổi Ất Mão sinh năm 1975 Mệnh Thủy Nam sao Thái Dương Nữ sao Thổ tổ Khẩu Quyết Tài trịnh duy trì ở mức ổn định Thu chi cân đổi Có khoảng đề tích lũy Quý nhân phù trợ Tuổi ngọ tuổi thân, Tiểu nhân tuổi tỵ Tuổi dậu Màu sắc may mắn Màu vàng Màu xanh lục Bốn tuổi đinh mão sinh năm 1987 mệnh hỏa nam sao thổ tủ nữ sao phân hưởng, khẩu quyết người độc thân có cơ hội tìm được tình yêu mới gia đạo yên ấm quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi môi tiểu nhân tuổi ngọ tuổi thân màu sắc may mắn màu nâu màu tím năm tuổi kỷ mão sinh năm 1999 mệnh thổ nam sao thái âm nữ sao thái bạch khẩu quyết sức khỏe duy trì ổn định, tất cả đều nhờ tinh thần phấn khởi thoải mái. Quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi dân tiểu nhân tuổi tỵ tuổi mão màu sắc may mắn màu vàng màu xanh lá cây xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp tuổi thân tiến triển ổn định chậm nhưng chắc tháng 6 âm lịch cho biết đây sẽ là một tháng nhẹ nhàng đối với những ai xanh năm rồng. tuy mọi việc vẫn chưa thật sự có những bước đột phá nhưng vẫn tiến triển ổn định chậm mà chắc nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh công việc thuận lợi chỉ cần con giáp người tuổi thân tập trung tinh thần dành thời gian để làm việc gì cũng có thể đạt kết quả tốt cơ hội thăng tiễn chưa rõ ràng một vài mối quan hệ bạn bè xung quanh sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong khoảng thời gian tới nếu được giao cho trọng trách bạn có thể cảm thấy trọn ngợp ban đầu tay vận cũng có những khởi sắc nhất định nhưng còn chậm thu nhập tùy có nhưng không tới mức xuất sắc đầu tư kinh doanh vẫn cần phải thận trọng đưa ra sách lược kẻ sách kế hoạch rõ ràng Ngoài ra, bạn cũng không nên phung phí mà hãy để ra một khoản tiết kiệm dành riêng cho bản thân. Chuyện tình cảm bước vào trạng thái lý tưởng nhất, đào hoa chiếu mệnh, nhân duyên, hưng vượng, người độc thân trở nên khá hấp dẫn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cơ hội thoát ế đã đến, bản mệnh chủ động trong các mối quan hệ sẽ có những bước trải nghiệm vô cùng lãng mạn. Gia vận thì hòa thuận, nồng ấm trên dưới đoàn kết. Phương diện sức khỏe của những chú rồng khá ổn định, chú ý dưỡng sinh bằng những thực phẩm và duy trì thói quen luyện tập thể thao thường xuyên để thể trạng luôn khỏe mạnh. Có điều, âm xét khung tin quanh hành, nhắc nhở, đi đứng, lái xe cẩn thận kéo gặp tai nạn hoặc chính mình gây ra tai nạn. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi thân luận về các phương diện trong cuộc sống. Một Luận về phương diện công danh sự nghiệp Bước sang tháng tân mùi, tháng này, con đường sự nghiệp của người tuổi thân được các tình chính ẩn nâng đỡ nên đã có những khởi sắc nhất định, tuy nhiên chưa thật sự mạnh mẽ nên vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn. Trong thẳng, các kế hoạch công việc đều được bạn hoàn thành gọn gẽ, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh. Chỉ cần người tuổi thân tập trung tinh thần, dành thời gian để làm, việc gì cũng sẽ đạt kết quả tốt. Một số người may mắn hơn sẽ hoàn thành được mục tiêu cả ngắn và dài hạn của mình. Người làm công ăn lương dễ có cơ hội thăng tiến khi thể hiện được năng lực cá nhân lẫn tài dẫn dắt đội nhóm trong công việc trong thẳng có thể mua sự lẫn bởi khả năng thành công khá cao. Tuy nhiên, làm gì cũng cần phải thận trọng trong từng chi tiết. Một vài mối quan hệ bạn bè xung quanh sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong khoảng thời gian sắp tới. Tinh thần làm việc của bạn cũng được củng cố hơn trước. Với lỗi tư duy nhạy bén cộng thêm với phong cách làm việc chuyên nghiệp sẵn có, đi đâu, làm gì bạn cũng được coi trọng, được đề bạc đảm nhiệm trọng trách. Nếu được trao cho trọng trách ở một vị trí hoàn toàn mới hoặc đảm nhận nhiệm vụ mới, bạn có thể cảm thấy choáng ngợp ban đầu, nhưng với bản lĩnh của mình thì khả năng thích nghi là rất tốt. Những người sanh năm rồng sẽ sớm làm quen và phát huy được kỹ năng giá trị của bản thân. Bên cạnh đó, Nguyệt lệnh làm mộ cho thấy đây là thời điểm thích hợp để bạn chăm chỉ, học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm, kiến thức, chờ đợi thời cơ đến để có những bước thăng cấp cho sự nghiệp của mình. Với những người mới thay đổi công việc hoặc mới chân ước chân ráo đi làm, bạn cũng nhanh chóng tìm được chỗ đứng khẳng định tài năng trong tập thể. Có điều, người thông minh phải luôn biết cách khiêm tốn đúng chừng mực. Bởi thế, có giỏi giang tới đâu, bạn cũng đừng tỏ vẻ ngạo mạn kẹo mất lòng người khác. 2. Luận về phương diện tài chính Trong tháng 6 âm lịch này, con đường tài vận của những chú rong cũng có nhận khởi sắc nhất định nhưng vẫn còn chậm. Thu nhập tùy cả nhưng không tới mức xuất sắc. Mặc dù doanh thu chưa đạt được kỳ vọng, song vẫn có dấu hiệu tăng nhẹ, đáng đệ, duy trì và phấn đấu. Tại thời điểm này, đầu tư kinh doanh vẫn phải thận trọng đưa ra sách lược. Kế hoạch rõ ràng, bạn không nên vội vã đẩy mạnh tốc độ hay đầu tư ồ ạt. Làm gì cũng cần phải cân nhắc kỹ càng, kẹo sai một ly, đi một dặm. Ngoài ra chi tiêu trong tháng cũng không hề ít. Mức sống đắt đỏ khiến cho các khoản chi ra của bạn như muối bỏ biển. Bạn nên liều cơm mà gấp mắm, tuy thời cơ mà ứng biển, không nên phung phí mà hãy để ra một khoản tiết kiệm riêng cho bản thân. Nguyệt lệnh làm mộ có thể khiến cho con giáp này có những suy nghĩ mơ mộng thiểu thực tế. Bạn trở nên tin vào những lời chủ dỗ, chào mời, làm giàu, không mất tiền hay mất công sức. Muốn làm giàu bền vững, bạn cần phải dựa vào chính công sức lao động của mình. Ngoài ra, hung tin âm sát cũng cảnh báo bạn nên hết sức cẩn trọng trong những công việc cần phải sử dụng tiền bạc bởi xung quanh bạn không thiếu những kẻ tiểu nhân đang tìm cách ngãn trợ, thấy lợi là lao vào ăn cướp của bạn. Chỉ cần bạn bất cẩn một chút thôi sẽ để xảy ra những lỗi lầm dùng tiền của mình để khắc phục hay sửa chữa. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Tháng 6 âm lịch này, chuyện tình cảm của người sanh năm rồng có dấu hiệu khởi sắc nhờ sự trợ giúp tích cực từ thái âm. Các tình này báo hiệu nữ mệnh sẽ có lợi hơn cả. Với người độc thân, đào hoa chiếu mệnh, nhân duyên của con giáp này thêm phần hưng vượng, bản mệnh trở nên nổi bật và có sức thu hút hơn với người xung quanh, cũng bởi bạn có ý thức chăm chút hơn cho bản thân. Sẽ có người đứng ra làm may mỏi giới thiệu đối tượng phù hợp với bạn, nên mở lòng để đón nhận người mới, tình cảm mới. Cơ hội thoát ế đã tới, bản mệnh chủ động trong các mối quan hệ sẽ có những trải nghiệm vô cùng lãng mạn. Gia vận thì hòa thuận, tình cảm của các thành viên rất nồng ẩm trên dưới đoàn kết một lòng. Vợ chồng luôn kề cận, hỗ trợ, động viên cho nhau trong mọi việc. Mối quan hệ trong gia đạo đầm ẩm cũng tạo nên môi trường phát triển tốt và lành mạnh cho con cái. 4. Luận về phương diện sức khỏe Thể trạng của người tuổi thân khá tốt, song con giáp này cũng đừng vì thể mà chủ quan. Nguyệt lệnh làm một có sức ảnh hưởng rất lớn nên có thể đôi khi bạn phải cảm thấy căng thẳng vì những điều lo nghĩ phù vơ. Nhưng may mà với nền tảng sức khỏe tốt của mình, bạn vẫn có thể vượt qua và tiếp tục cố gắng. Trong cuộc sống thường ngày, nên chú ý dưỡng sinh bằng thực phẩm và duy trì thói quen luyện tập thể thao thường xuyên để cơ thể luôn khỏe mạnh có điều, âm sát không tin hoành hành, nhắc nhở đi đứng, lái xe cẩn thận, kẻo gặp tai nạn hoặc chính mình gây ra tai nạn. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi thìn vào tháng 6 âm lịch năm 2024 như sau. Một tuổi nhâm thìn mệnh thủy, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết. Sự nghiệp khả sắc chưa thật sự mạnh mẽ nên vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn. Quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tỷ, tiểu nhân, tuổi giàu, tuổi môi, màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu xám. 2. Tuổi giáp thân, mệnh hỏa. Nam sao la hầu, nữ sao kẻ đô, khẩu quyết. Thời điểm thích hợp để chăm chỉ học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm, kiến thức. Quý nhân phù trợ, tuổi môi, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi mão, tuổi hại, màu sắc may mắn, màu nâu, màu vàng. 3. Tuổi bính thân, mệnh thổ, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết, đầu tư, kinh doanh vẫn cần phải thận trọng, đưa ra sách lược, kế hoạch rõ ràng. Quý nhân phù trợ tuổi ngại, tuổi giàu, tiểu nhân, tuổi mùi, tuổi tí, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu vàng. 4. Tuổi màu thân, sinh năm 1988, mệnh mộc, nam sao la hầu nợ sao kẻ đồ khẩu quyết. Đào hoa chiếu mệnh nhân duyên của con giáp này thêm phần hưng vượng. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mão tiểu nhân tuổi thân tuổi mùi màu sắc may mắn màu xanh dương màu tím. Năm tuổi canh thân sinh năm 2000 mệnh kim năm sao kẻ đô nợ sao thái dương khẩu quyết chú ý dưỡng sinh bằng thực phẩm duy trì thói quen luyện tập thể thao quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi hại tiểu nhân tuổi tỷ tuổi mùi màu sắc may mắn màu xanh lam màu nâu tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi tỵ vận khí ủng hộ mạnh mẽ tiến về phía trước tháng 6 âm lịch cho biết người tuổi tỵ đang có những bước phát triển rõ rệt trong tháng mới này thời điểm Tháng tân mùi, bản mệnh hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa, vận khí ủng hộ bạn mạnh mẽ tiến về phía trước. Nhờ có sự giúp đỡ của cục diện tam hồi và nhiều các tinh, những chú rắn này hành sự thông thuần đạt được nhiều thành tích đáng nại trong sự nghiệp. Vận quỹ nhân cũng khả vượng, bạn vừa được dẫn dắt trên con đường tiến gần tới mục tiêu của mình lại có cơ hội xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Chỉ cần con giáp này đủ quyết tâm thì việc gì làm cũng được. Mọi việc tiến triển tốt đẹp kéo theo tài lộc dồi dâu là điều tất yếu. Hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Thu nhập đến từ nhiều nguồn, chứ không phải phụ thuộc vào một đồng lương chính thức. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ vận khí vượng nên chuyện tình cảm của con giáp này cũng hứa hẹn có nhiều tình vui bất ngờ. Người độc thân cũng có nhiều vệ tinh theo đuổi, Mối quan hệ đòi lửa ngày càng thăng hoa, gia đạo vợ chồng hạnh phúc. Ngay cả những mâu thuẫn trước đó cũng được tháo gỡ nên tâm tư của con giáp này vô cùng thoải mái, làm gì cũng thấy vui vẻ và thuận lợi hơn. Trong tháng, công việc thuận lợi, nhưng để được như vậy thì nhận chủ rắn cũng phải bỏ ra không ít những công sức. Do đó, bạn nên chú ý chăm sóc sức khỏe cẩn thận. Bên cạnh việc chăm chỉ luyện tập thể thao để tăng cường sức đề kháng thì cũng phải nuôi dưỡng tinh thần, thoải mái, vui vẻ. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Tỵ luận về các phương diện trong cuộc sống một Luận về phương diện, công danh, sự nghiệp Cục diện tam hội thái tuế kết hợp với các tình chính quan che chở báo hiệu công việc của những chủ rắn đang ở giai đoạn tiến triển thuận lợi, gặt hải thông ích những thành công mang về cả danh tiếng lẫn tiền tài. Có thể nói ở thời điểm hiện tại, bạn đang hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi nhân hòa, vận khí ủng hộ bạn mạnh mẽ tiến về phía trước vậy nên cần nắm bắt thời cơ này một cách chặt chẽ. Hầu hết thời gian trong tháng, công việc đều suôn sẻ, sự nỗ lực của bạn đều được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, còn giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được. Bạn mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được nên uy tín cũng được nâng cao. Vận vâng, quý nhân cũng khá vượng, bạn cũng được dẫn dắt trên con đường tiến tới gần đến mục tiêu của mình, lại vừa có cơ hội xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Bản mệnh cũng chứng tỏ được năng lực chuyên môn lẫn khả năng lãnh đạo. Hãy tự tin thể hiện tài năng, không phải che giấu bất cứ điều gì nữa. Thời của bản mệnh đã đến. Tháng nay, người tuổi tỵ còn có dịch mạ chiếu mệnh, điều này cho thấy bạn sẽ có những cuộc đi xa để hợp tác đàm phán làm ăn thông qua những cuộc hội họp hội thảo hoặc công tác bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người giàu kinh nghiệm trong chuyên môn và được họ chỉ dẫn nhiều kinh nghiệm quỹ giả tất nhiên những trụ rắn sẽ có một tháng bận rộn nhưng bù lại có nhiều cơ hội khẳng định tài năng phát triển sự nghiệp lại thêm sao hổ bật xuất hiện, bạn hãy dự tỉnh làm gì sẽ thực hiện bằng được tỷ lệ thành công cao được cấp trên tin tưởng giao nhiều trọng trách. 2. Luận về phương diện tài chính Trong tháng tân mùi, còn giáp người tuổi tỵ được các tin trợ mệnh mang tới nhiều vận khí tài chính, hứa hiện sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư, hơn nữa thu nhập đến từ nhiều nguồn chứ không phải phụ thuộc vào một đồng lương chính thức. Đồng thời, này cả chính tài và thử tài của con giáp này đều có xu hướng tăng, bản mệnh. Theo nghiệp kinh doanh thì mua mai bản đất một vốn bốn lời, kinh doanh nằm ngoài dự tính. Hãy mạnh dạn mở rộng quy mô kinh doanh xây vòng nguồn vốn, một ngày nào đó sẽ được hưởng mức lợi nhuận xứng đáng. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lẫn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Các mối quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ, ký kết được nhiều hợp đồng lớn, thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Tất nhiên, áp lực là thử không thể thiếu, chẳng có con đường nào tới thành công mà trải đầy hoa hồng. Song con giáp này nếu giảm chấp nhận thử thách thì sẽ có được thử mà mình muốn. Lưu ý rằng tháng này có ảnh hưởng của dịch mã động tinh đồng nghĩa là bản mệnh tất bật vất vả trong sự nghiệp, cũng như công cuộc làm giàu nhưng bù lại tài lộc càng vượng. Có điều trong thản cỏ nguyệt lệnh lâm tử còn giáp người tuổi tỵ phải chi tiêu khá nhiều tiền bạc, không phải cho chi phí sinh hoạt thì cũng là những chuyện phát sinh bất ngờ. Bạn nên có kế hoạch quản lý tài chính hợp lý cho vay mượn cần đúng người đúng việc. Đồng thời cũng phải học cách chi tiêu tiết kiệm bạn mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Vận khí vườn nhờ có tâm hội nên chuyện tình cảm của người tuổi tỵ cũng hứa hẹn nhiều tin vui bất ngờ. Mỗi quan hệ đôi lửa ngày càng thăng hoa, gia đình vợ chồng hạnh phúc ngay cả những mâu thuẫn trước đó cũng được tháo gỡ nên tâm tư của con giáp này vô cùng thoải mái, làm gì cũng thấy vui vẻ và thuận lợi hơn. Các cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu dễ đi tới quyết định mới về mối quan hệ của mình. Trải qua nhiều thử thách, cả hai đều khả chắc chắn về tình cảm của bản thân. Có thể xem xét để ra mắt hai bên gia đình, dần tỉnh tới chuyện tương lai. Còn người độc thân cũng có nhiều vệ tình theo đuổi, thời cơ đã đến, hãy cố gắng sắp xếp cân bằng công việc để tìm cho mình một người bầu bạn bên cạnh. Còn nếu đã có sẵn đối tượng trong lòng, hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình để sau này không phải hỏi tiếc điều gì. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tháng này công việc thuận lợi, nhưng để được như vậy thì người tuổi tỵ phải bỏ ra không ít những công sức. Do đó, bạn nên chú ý chăm sóc sức khỏe cẩn thận. Cần đặc biệt lưu ý rằng, nguyệt lệnh lâm tử còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nguy hiểm, tai nạn bất ngờ. Bên cạnh việc chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao để tăng cường sức đề kháng, thì cần phải nuôi dưỡng tinh thần thoải mái, vui vẻ, làm việc hay đi lại, tham gia giao thông đều cần phải chú ý an toàn và tỉnh táo. Cảm nang vận vận cho từng tuổi tỵ vào tháng 6 âm lịch năm 2024 như sau. Một tuổi quỷ tỵ mệnh thủy, nam sao thủy diệu, nữ sao một đức, khẩu quyết. Công việc tiến triển thuận lợi, mang về cả danh tiếng và tiền bạc. Quý nhân phù trợ tuổi hại tuổi thân, tiểu nhân tuổi môi tuổi mão, màu sắc may mắn, màu xám, màu đen. 2. Tuổi ất tỵ mệnh hỏa năm sao phân hẩn nợ sao la hầu khẩu quyết chứng tỏ được năng lực chuyên môn lẫn khả năng lãnh đạo quý nhân phù trợ tuổi hại tuổi ngọ tiểu nhân tuổi thân tuổi giàu màu sắc may mắn màu hồng màu tím ba tuổi trinh tỳ sinh năm 1977 mệnh thổ năm sao mộc đức nợ sao thủy diệu khẩu quyết gạt hải thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Quý nhân phù trợ tuổi sổ, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi môi, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. 4. tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989 mệnh mộc nam sao một đức nữ sao thủy diệu khẩu quyết mối quan hệ đo lửa ngày càng thăng hoa gia đình vợ chồng hạnh phúc quý nhân phù trợ tuổi thìn, tuổi tuất tiểu nhân tuổi hợi, tuổi dân màu sắc may mắn màu đỏ, màu cam. Năm tuổi tân tỵ mệnh kim, năm sao phân hở, nữ sao la hầu, khẩu quyết. Chăm chỉ luyện tập thể thao, nuôi dưỡng tinh thần thoải mái vui vẻ. Quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi môi tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi dậu, màu sắc may mắn màu vàng, màu trắng. Tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi ngọ, vận khí phục sản chứng tỏ được bản lĩnh. Tháng 6 âm lịch cho biết vận khí của những chủ ngựa được phục sáng, gần như mọi phương diện đều có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ, hứa hiện một tháng tân mùi một cách thuận lợi. Bạn đang thể hiện rất tốt khả năng của mình giải quyết hết mọi khó khăn chứng tỏ bản lĩnh. Được cả cục diện lục hợp và các tinh thái dương che chở công việc tiến hành khả suôn sẻ, đang phản ký kết hợp đồng thành công tốt đẹp nhờ đó cơ hội thăng chức tăng lương đều có, quan trọng là bản mệnh chủ động nắm bắt. Tháng nay, bạn cũng không phải đau đầu vì cạnh tranh hay sóng gió nữa, cuộc sống bình ổn hơn. Tình hình kinh doanh buôn bản cũng ngày càng thuận lợi, dễ được lọc trời ban. Tuổi tiền rủng rỉnh, thông qua đó bản mệnh cũng tích lũy được khoản tiền lớn cho những dự định quan trọng trong tương lai. Đây là thời gian thích hợp để bạn khởi nghiệp bắt tay vào kinh doanh. Phương diện tình cảm đào hoa khả vượng có nhiều cơ hội để người độc thân gặp gỡ. Kết thân với đối tượng khác giới. Những ai kết hôn rồi thì hôn nhân viên mạng, vợ chồng, trùng tay, trùng sức, làm giàu. Sức khỏe trong tháng có dấu hiệu đáng ngại, bạn nên hạn chế vận động mạnh, đề phòng gặp thương tật về tài chân, đi đứng cẩn thận, kẹo vào quẹt hay tai nạn xe cộ bất ngờ xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp tuổi ngọ luận về các phương diện trong cuộc sống. Một, luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Tháng này, các tín hiệu tử vi của người tuổi ngọ vô cùng tích cực, bạn có cả lục hợp thái tuệ xuất hiện, lại có các tinh thái dương soi chiếu, do đó sự nghiệp trong tháng mới của người tuổi ngọ có dấu hiệu chuyển biến tích cực các công việc tiến hành xuân sẻ, ngay cả một vài hạng mục tồn động trước đó đều được giải quyết ổn thỏa. Bạn đang thể hiện rất tốt khả năng của mình giải quyết hết mọi khó khăn, chứng tỏ được bản lĩnh. Sự nỗ lực của bản mệnh được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, giành được lòng tin của mọi người, khả năng cao trong tháng có những sự điều động về tiền lương, mức thưởng hoặc vị trí công tác. Thêm nữa, lỗi tư duy của bản mệnh thông suốt lại hành sự trù đảo nên đón vô vàng cơ hội để nâng tầm sự nghiệp, gặt hải thành quả xứng đáng với những nỗ lực miệt mài trong suốt khoảng thời gian dài trước đó. Trong tháng này, bạn cũng không phải đau đầu vì cạnh tranh hay sóng gió nữa. Cuộc sống bình yên hơn, những mối quan hệ đồng nghiệp cũng trở nên thân thiết và hỗ trợ nhau nhiều hơn. Các cuộc đàm phản kỹ kết hợp đồng thành công tốt đẹp, nhờ đó cơ hội thăng chức, tăng lương đều có, quan trọng là bản mệnh có chủ động nắm bắt. Có người còn gặp được không ít người có cùng chỉ hưởng, có thể bắt tay hợp tác cùng nhau để thúc đẩy sự nghiệp thêm thăng hoa. Một vài rắc rối trong mỗi quan hệ xã giao từ tháng trước còn lưu lại. Trong tháng này, bản mệnh sẽ xử lý triệt để, duy trì bầu không khí, hài hòa và đoàn kết. Nhờ thể bạn sẽ có được nguồn năng lượng vui vẻ tích cực hơn vào mỗi ngày đi làm. Tâm lý không còn bị ảnh hưởng, sao nhãn như trước. Trái lại, bạn tập trung tinh thần cao độ, làm việc đạt hiệu suất rất cao, được lãnh đạo khen thưởng. Dù vậy có lượng công việc khá nhiều lại có hung tình thiên quan trình rập, người tuổi ngọ vẫn cần phải đề cao cảnh giác, có kẻ tiểu nhân quấy phá. Những việc dài hay ngắn hạn đều đòi hỏi phải có kế hoạch cụ thể, tránh tình trạng công việc tồn động, không xử lý kịp thời hoặc bỏ sót tạo cơ hội cho kẻ xấu buôn lời chèm pha. 2. Luận về phương diện tài chính Tháng này, những cơ hội gia tăng tiền bạc sẽ liên tiếp đến với người tuổi Ngọ, rất nhiều dự án mang lại nguồn tiền dồi dào, các khoản đầu tư trước đây vẫn đang đổ tiền về. Người làm công ăn lương cũng tìm được hướng đi mới để làm thêm, hứa hẹn sẽ có mức thu nhập đáng kể trong thời gian tới đây. Tình hình kinh doanh buôn bản cũng ngày càng thuận lợi, dễ được lộc trời ban, tuổi tiền rủng rỉnh, thông qua đó bản mệnh cũng tích lũy được cho mình khoản tiền lớn cho những dự định quan trọng trong tương lai. Đây là thời gian thích hợp để bạn khởi nghiệp bắt tay vào kinh doanh. Cho dù là đầu tư nhỏ hay lớn thì đều mang lại cho bạn khoản lợi nhuận đáng kể. Khi cần thiết, hãy tìm tới những người có kinh nghiệm để xin lời khuyên hợp lý. Sao Thái Dương nâng đỡ, những may mắn của những chủ ngựa không chỉ dừng lại ở đó mà còn dễ động vào đâu thì người tuổi ngọ cũng có thể biến thành tiền bạc cho mình. Nhìn chung, vận khí của bạn đang lên nên chấp lấy thời cơ phát tài ngay khi có thể. Cũng nên lưu ý rằng các khoản thu chi trong tháng khá nhiều, dù tài lộc khá vườn, nhưng bạn vẫn nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể để kiểm soát tốt túi tiền, để tiền bạc không còn gây áp lực quá lớn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Chuyện tình cảm của người tuổi ngọ vô cùng lý tưởng với những trải nghiệm ngọt ngào, lãng mạn. Thiên diêu chủ đào hoa mang tới nhân duyên tốt lành cho người độc thân. Theo đó, bạn dễ làm quen kết thân với người khác giới. Có điều, đôi khi đào hoa quả vườn lại không phải là chuyện tốt. Tháng này kỹ nhất là thái độ mập mờ không dứt khoát hay đựng núi này trong nỗi nọ, rất dễ đánh mất cơ hội tìm thấy hạnh phúc đích thực. Nếu đã có mục tiêu, người tuổi ngọ nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm. Khả năng cao là bạn sẽ nhận được câu trả lời đồng ý từ phía đối phương. Những ngày kết hôn rồi thì hôn nhân viên mãn, vợ chồng trùng tay trùng sức làm giàu. Những mâu thuẫn xung đột trước đó được giải quyết triệt để. Một số cặp đôi có thể đón tin vui về chuyện con cái. Giữa con cái và cha mẹ vẫn có những khoảng cách thể hệ nhất định. Bạn nên đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Như vậy mọi rắc rối đều có thể dễ dàng tháo gỡ. 4. Luận về phương diện sức khỏe nguyệt lệnh làm bệnh bảo hiệu sức khỏe của người tuổi ngọ có dấu hiệu đáng ngại có nhiều thời điểm bản mệnh cảm thấy mệt mỏi quẩy quẩy ăn uống không ngon miệng hoặc khó tiêu thời điểm nắng nóng cao điểm dễ khiến cho cơ thể mất sức bạn nên chú ý bồi bổ nhiều hơn quan trọng là thiết lập lại chế độ dinh dưỡng thói quen ăn uống đúng giờ giấc hạn chế ăn ngoài nhất là nhận thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ cũng như hóa chất khiến cho cơ thể phải chịu áp lực Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế vận động mạnh, đề phòng gặp thương tật về tay chân, đi đứng thận trọng kẹo qua quẹt hay tai nạn xe cộ bất ngờ. Cảm nang phượng vận cho từng tuổi ngọ vào tháng 6 âm lịch năm 2024 như sau. Một tuổi giáp ngọ mệnh kim, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, cầu quyết, công việc tiến hành xuân sẻ giải quyết hết các vấn đề tồn động. Quý nhân phù trợ tuổi hại tuổi mạo tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu be, màu đỏ. 2. Tuổi bỉnh ngọ, mệnh thủy, năm sao thái dương, nữ sao thổ tủ, khẩu quyết. Được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, giành được lòng tin của mọi người. Quý nhân phụ trợ tuổi dậu, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi hài, tuổi dân, màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu hồng. 3. Tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978, mệnh hỏa, nam sao thổ tủ, nữ sao phân hận, khẩu quyết. Nhiều dự án mang lại nguồn tiền do giao, các khoản đầu tư đều có lợi nhuận. Quý nhân phù trợ, tuổi dân, tuổi sụ, tiểu nhân, tuổi mão, tuổi tỵ, màu sắc may mắn, màu tím, màu đỏ. 4. Tội canh ngọ, sinh năm 1990, mệnh thổ, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết, chuyện tình cảm vô cùng lý tưởng với nhiều trải nghiệm ngọt ngào và lãng mạn quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi tỵ tiểu nhân tuổi thân tuổi dân màu sắc may mắn màu hồng màu tím năm tuổi nhâm ngọ sinh năm 2002 mệnh mộc nam sao thái dương nữ sao thổ tủ khẩu quyết sức khỏe xa xúc nên chú ý chăm sóc bồi bổ cho cơ thể quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi giàu tiểu nhân tuổi dân, tuổi hại màu sắc may mắn màu cam màu nâu Tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp tuổi mùi, trở lực ngày càng nhiều, cần giữ đầu óc tỉnh táo. Tử vi tháng 6 âm lịch năm giáp thìn 2024 cho biết, hàng loạt những thách thức và khó khăn đang chờ đợi những chú dê. Áp lực lẫn trở lực ngày càng nhiều, còn giáp này cần phải giữ đầu óc tỉnh táo thì mới đủ khả năng để chống đợi với những bão tổ đang ập tới. Ảnh hưởng từ nguyệt lệnh làm suy, vận trình sự nghiệp không được lý tưởng. Tinh thần làm việc của bản mệnh khá quẻ quại, một vài hạng mục trì trệ khá rõ, không theo kịp tiến độ. Chẳng những vậy, các mối quan hệ nơi làm việc có nhiều rắc rối khiến cho con giáp này mất nhiều thời gian, công sức để xử lý. Thời điểm này bạn cần phải đề phòng cảm bẫy xung quanh. Tài lộc ở mức trung bình, kinh doanh buôn bản, nếu chịu khó vẫn có thể duy trì được tình trạng ổn định. Có điều, bản mệnh sẽ phải tất bật vất vả hơn mọi khi do biến động chung của thị trường. Các khoản chi tiêu phát sinh nhiều, đặc biệt là những khoản tiêu xài chỉ để giải tỏa áp lực, xả stress trong công việc. Tình cảm trong tháng xuất hiện trục trặc mâu thuẫn, nhân duyên khó cưỡng câu. Nhưng nếu bạn thân bạn không đủ nỗ lực và nghiêm túc thì hạnh phúc rất dễ vụt khỏi tay. Người độc thân đừng vì áp lực tuổi tác hay sức ép của gia đình mà nhắm mắt nhận lời yêu đương hay kết hôn khi không có tình cảm sẽ phải hối tiếc sau này. Nhiều vấn đề không mong muốn ập tới cũng là lý do làm cho sức khỏe của người tuổi mùi giảm sức trong thấy Thời tiết thay đổi, bạn nên chủ tâm trong việc chăm sóc bản thân. Ngoài ra, nhớ chăm chỉ luyện tập thể thao để nâng cao sức đề kháng. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi mùi luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Tháng mới, phương diện sự nghiệp của người tuổi mùi đứng trước nhiều thách thức lẫn khó khăn, nguyệt lệnh làm đất suy tác động khiến cho vận khí suy giảm mạnh, yếu đuối cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Còn giáp này có nhiều điều phải lo nghĩ, thường xuyên thay đổi quyết định do thiếu sự tự tin lẫn quyết đoán, dẫn tới mất định hưởng trong công việc. Tinh thần làm việc của bản mệnh khá quẻ quải, một vài hạng mục trì trệ không theo kịp tiến độ, việc cũ, việc mới chất trong, xử lý không ổn thỏa sẽ làm giảm sút uy tín của bạn. Chẳng những vậy, các mối quan hệ tại nơi làm việc có nhiều rắc rối khiến bản mệnh mất nhiều thời gian, công sức để xử lý. Thời điểm này, bạn cần đề phòng cảm bẫy xung quanh, có thể sẽ có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh lòng đổ kỵ, tìm cách hãm hại bạn mưu sự gặp khó khăn, bắt tay vào việc gì cũng y như rằng có sự cạnh tranh rất mạnh từ phía các đối thủ. Bạn nên chuyên tâm với công việc hiện tại, tránh mơ mộng quá xa xôi, khi cùng người khác hợp tác kỹ nhất chuyện độc đoán chuyên quyền. Bạn mệnh không nên tin theo người, thái quả, kể cả người thân tỉnh bên cạnh cũng phải có phần dễ chân. Thêm nữa, có thái tuệ ảnh hưởng, cái tôi cá nhân và những cảm xúc riêng tư của bạn được đặt lên quá cao, nhiều thời điểm đưa ra hành động và phát ngôn khiến người khác không nảy phục, có thể bị tiểu nhân đâm sau lưng, gây chuyện thị phi, ảnh hưởng tinh thần làm việc. Nếu khắc phục được tình trạng này, mọi thứ sẽ chuyển biến tích cực hơn. Thẳng tân mùi cũng không thích hợp để nhảy việc, bắt tay vào đầu tư, khởi nghiệp. Đừng nhẹ dạ mà cả tin nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của người khác mà khiến bản thân lầm vào đường cùng. Với những ai vừa mới đi làm, đang tìm chỗ đứng trong môi trường mới, mọi thứ vẫn còn khá bấp bênh, bạn nên xác định tâm lý ngay từ đầu là phải đối diện với khó khăn và đừng bao giờ bỏ cuộc. Nhìn chung, trong tháng 6 âm lịch này, áp lực và trở lực của con giáp người tuổi mùi ngày càng nhiều. Bạn cần giữ đầu óc tỉnh táo thì mới đủ khả năng để chống đỡ được bão tổ đèn ập tới. 2. Luận về phương diện tài chính Trong tháng, tình hình tài lộc của người tuổi mùi không mấy lý tưởng. Con đường kiếm tiền khó mà yên tâm, tài lộc ở mức trung bình nhiều nguy cơ hào hụt gần như không có khoản thu nào bên ngoài, thu nhập chủ yếu vẫn dựa vào công việc chính. Vận trình có nguyệt lệnh làm suy, cảm giác chật vật, khá rõ. Nhiều thời điểm tiền vào tuổi rồi lại ra một cách dễ dàng. Người làm công ăn lương nếu không chăm chỉ và nỗ lực nhiều hơn khiến cho sự nghiệp xa xúc thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương của bạn. Với người làm ăn kinh doanh buôn bản, nếu chịu khó vẫn có thể duy trì được tình trạng ổn định. Có điều, bản mệnh sẽ phải tất bật vất vả hơn mọi khi do biến động chung của thị trường. Làm gì cũng nên chủ động nguồn vốn là tốt nhất. Hạn chế vai mượn người khác kẹo xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn vì không đi đến thỏa thuận thống nhất về phần chia lợi nhuận. Trong quá trình đàm phán làm ăn, hoặc gặp gỡ đối tác, bạn cũng nên xử lý tốt các mối quan hệ nhân duyên bên cạnh mình, mở rộng quan hệ xã hội để có thêm những cái nhìn sâu sắc hoặc các ý tưởng mới mẻ trong chuyện tiền bạc. Hơn nữa, trong tháng có nhiều việc phát sinh bất ngờ phải chi tiêu nhiều tiền, đặc biệt là những khoản tiêu xài chỉ để giải tỏa áp lực, xả chết trong công việc. Vì không có sự chuẩn bị ngay từ đầu, sự việc xảy ra ngẫu nhiên nên bản mệnh có chút hoàng mang. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Vận khỉ giảm sút cũng kéo theo phương diện tình cảm của người tuổi mùi xuất hiện trục trặc mâu thuẫn. Có nhiều vấn đề do tác động từ khách quan, nhưng cũng có vấn đề do chính cách hành sự của bạn làm phá hỏng các mối quan hệ của mình. Với các cặp đôi đang yêu, cái tôi cá nhân của bạn mệnh quá cao dẫn tới những hành sự thất thường gây hiểu nhầm hoặc rạn nứt trong tình cảm lửa đôi. Ban đầu mọi chuyện tưởng chừng đơn giản, nhưng dần già thì chuyện bẻ sẽ ra to, vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Nếu không chủ động tìm cách hòa giải, e rằng sẽ phải đường ai nảy đi. Nhân duyên khó cưỡng câu, nếu như bản thân bạn không đủ nỗ lực và nghiêm túc thì hạnh phúc rất dễ vụt khỏi tay. Chuyện tình cảm nên để diễn ra theo lẽ tự nhiên, càng gượng ép, càng khó mà có được hạnh phúc. Tình cảm vợ chồng xuống dốc, cả hai thường xuyên cãi vã, tranh luận vì những vấn đề thường nhật trong hàng ngày. Áp lực về tài chính, công việc và con cãi vẫn là nguyên nhân chính gây ra tình trạng này. Con người độc thân đừng vì áp lực tuổi tác hay sức ép của gia đình mà nhận lời yêu đương hay kết hôn khi không có tình cảm sẽ phải hỏi tiếc về sau. 4. Luận về phương diện sức khỏe nhiều vấn đề không mong muốn ập tới là vì lý do sức khỏe của con giáp này giảm sút trong thấy. Ảnh hưởng của nguyệt lệnh làm suy, bản mệnh không những dễ bị ốm đau, bệnh tật mà còn có thể xảy ra tai nạn bất ngờ và họa huyết quen, cần hết sức thận trọng. Thời tiết thay đổi, bạn nên chú tâm hơn trong việc chăm sóc bản thân. Ngoài ra nhớ chăm chỉ luyện tập thể thao để nâng cao sức đề kháng cần phải cân bằng thời gian làm việc, nghỉ ngơi. Về đến nhà, đừng mang theo áp lực công việc, kẹo sức khỏe càng giảm sút tình cảm gia đình cũng thiếu hài hòa. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi mùi vào tháng 6 âm lịch năm 2024 như sau. Một tuổi ất mùi mệnh kim, năm sao kế đô, nửa sao thái dương, cầu quyết, thường xuyên thay đổi quyết định do thiếu sự tự tin và quyết đoán Quý nhân phù trợ tuổi mão, tuổi hợi, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi tuất, màu sắc may mắn màu tím, màu nâu. 2. Tuổi đinh mùi, mệnh thủy, năm sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết, có thể sẽ có kẻ ghen ngăn tức ở mà sinh lòng đổ kỵ tìm cách hãm hại bạn. Quý nhân phù trợ tuổi tỵ, tuổi ngọ, tiểu nhân, tuổi tuất, tuổi thân, màu sắc may mắn màu xanh lam, màu trắng. 3. Tuổi kỷ môi mạnh hỏa nam sao la hầu nợ sao kẻ đô khẩu quyết kiếm tiền gặp nhiều khó khăn tài lộc ở mức trung bình nhiều nguy cơ hao hụt quý nhân phù trợ tuổi hoài, tuổi tỵ tiểu nhân tuổi ngọ tuổi sửu màu sắc may mắn màu vàng màu xám 4. tuổi Tân Môi, sinh năm 1991, mệnh Thổ, Nam Sao Kế Đô, Nữ Sao Thái Dương, Khẩu Quyết phương diện tình cảm xuất hiện trục trặc mâu thuẫn vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi mão, tiểu nhân tuổi thìn, tuổi tý, màu sắc may mắn màu tím, màu cam. Năm tuổi quý mùi sinh năm 2003 mệnh mộc, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết dễ ốm đau, bệnh tật xảy ra tai nạn bất ngờ và hòa huyết quan. Quý nhân phù trợ tuổi tỵ, tuổi mão, tiểu nhân tuổi sửu, tuổi tuất, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu xanh. Tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi thân, nhiều dấu hiệu tích cực đạt được thành tích vẻ vang. Tháng 6 âm lịch này, nhờ cỏ để vượng xuất hiện là điềm bảo tử vi vô cùng tốt lành đối với những ai sanh năm thân. Nhiều dấu hiệu tích cực xuất hiện, người tuổi này làm gì cũng đạt được nhiều thành tích vẻ vang. Sự nghiệp vô cùng lý tưởng, những kế hoạch được xây dựng từ tháng trước sẽ bắt đầu có những kết quả đáng kể. Còn giáp này cũng luôn giữ được sự tỉnh táo sẵn sàng đối mặt với những rắc rối xảy đến. Vì thế bạn luôn tạo được lòng tin trong mắt mọi người một cách tuyệt đối. Tháng này bạn có thể sẽ được đề bạc tôn vinh như mong đợi từ lâu. Còn giáp người tuổi thân cũng đang cỏ lọc làm ăn, tài vận dồi dào dò và tiết kiệm được nhiều tiền của. Con đường kiếm tiền ngày càng rộng mở, các nguồn thu nhập đều có xu hướng gia tăng đáng kể không quá phụ thuộc vào nguồn thu nhập chính. Nếu bạn còn có dự định đầu tư, mở rộng kinh doanh thì đây là thời điểm thích hợp với bản mệnh. Về phương diện tình cảm, mọi thứ đều đang diễn ra hết sức hài hòa, hạnh phúc đông đầy. Người độc thân có những trải nghiệm tình yêu thú vị có thể gặp được ý trung nhân mà mình tìm kiếm bấy lâu. Trong khi đó, những người đã có đôi có cặp, hy vọng dạt dào gắn kết. Tình trạng sức khỏe của người tuổi thân khi bước sang tháng 6 âm lịch này vẫn duy trì ở mức ổn định. Các Tình trạng khó chịu trước đó đa phần đều đã giảm đáng kể. Người mắc bệnh cũng có khả năng phục hồi nhanh chóng. Ngoài ra, yếu tố dinh dưỡng còn giáp này cũng nên chú trọng luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức đề kháng. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi thân luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp, Thản Tân Mùi, đây là một tháng mà sự nghiệp của con giáp người tuổi thân đánh dấu nhiều bước phát triển mới, bản mệnh làm gì cũng dễ đạt được thành tích vẻ vang. Nhờ nguyệt lệnh lầm đế vượng mang tới điềm bảo của sự thịnh vượng cho được con đường quan lộ công danh sự nghiệp. Những nỗ lực, phấn đấu hết mình của bản mệnh trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua đã được đền đáp xứng đáng, bạn có thể tự hào về điều đó. Bản thân con giáp này thông minh, thảo phép, học một mà biết mười, nhanh chóng nắm bắt và làm chủ tình huống. Bởi thế cho nên không có gì có thể gây khó dễ cho bạn. Những kế hoạch được xây dựng từ tháng trước sẽ bắt đầu có những kết quả đáng kể. Dù là việc lớn hay nhỏ, chỉ cần bạn hạ quyết tâm và theo đuổi tới cùng sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp đã đến lúc con giáp này cần chứng minh năng lực của mình với cấp trên và những người xung quanh. Hơn nữa, khi bạn đối mặt với một số trở ngại cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ và gợi ý cho hướng đi đúng đắn. Những ai thật sự có ý chí tiến thủ và tầm nhìn xa trong rộng sẽ dễ dàng nắm bắt cơ hội biến ước mơ trở thành hiện thực, tiến băng băng trong sự ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Bên cạnh để vườn, bản mệnh còn có các tinh thiên phu hết lòng phò tả, sức mạnh tăng lên gấp bội. Hai các tinh này như hai trợ lực đắc thủ giúp cho con giáp người tụ thân, thêm bài cao, bài xa trong con đường sự nghiệp. Người tuổi thân cũng luôn giữ được sự tỉnh táo sẵn sàng đối mặt với những rắc rối xảy đến, vì thế bạn luôn tạo được lòng tin trong mắt mọi người một cách tuyệt đối. Tháng nay, bạn sẽ có thể được đề bạc tôn vinh như đã mong đợi từ lâu. 2. Luận về phương diện tài chính Xét về con đường tài lộc của con dắp này cũng đang cỏ lọc làm ăn, tay vận dòi dâu dò và tiết kiệm được nhiều tiền của. Được nguyệt lệnh, trọng lưng. Con đường kiếm tiền ngày càng trọng mở, các nguồn thu nhập đều có xu hưởng gia tăng đáng kể, không quá phụ thuộc vào nguồn thu nhập chính. Nếu bạn đang có dự định đầu tư, mở rộng kinh doanh thì đây là thời điểm thích hợp với bản mệnh. Hãy mạnh dạn mở rộng quy mô kinh doanh để tiền bạc trong tuổi tiếp tục sinh sôi nảy nở. Điều đó chứng tỏ sự điều chỉnh chuyển hướng kinh doanh cũng như những chiến lược quảng cáo của bạn đang đi đúng hướng. Hãy kiên trì theo đuổi, giữ vững niềm tin, con đường làm giàu ngày thêm thuận lợi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của kiếp tài cũng nhắc nhở con giáp này đừng nên mạo hiểm, cần phải dựa trên điều kiện thực tế nếu không muốn tiền mất tật mang. Ngoài ra, cũng phải luôn ghi nhớ chọn bạn mà chơi, chọn lừa đối tác, làm ăn kỹ càng, đề phòng bắt tay nhằm kẻ, lừa lọc, thiểu uy tín. Các khoản chi phí phát sinh trong tháng cũng khá nhiều, nhất là về cuối tháng. Hãy lên kế hoạch càng cụ thể chi tiết cho chi tiêu tài chính càng tốt. Nó giúp bạn vừa tiết kiệm chi phí, thời gian mà còn không phải quay cuồng nghỉ ngợi. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Tình cảm của người tuổi thân trong tháng tân mùi này, mọi thứ đều diễn ra hết sức hài hòa, hạnh phúc đông đầy nhờ có đào hoa bách việt trở mạnh nên cực vượng người độc thân có những trải nghiệm tình yêu thú vị có thể gặp được ý trung nhân mà mình tìm kiếm từ lâu dường như những phần vân lưỡng lự trước đó đã hoàn toàn tan biến và bản mệnh nhận ra được trái tim của mình thật sự hưởng về ai trong khi đó những người đã có đôi có cặp cũng vẫn dạt dào gắn kết Người ấy luôn yêu thương và hiểu bạn nên lúc mà bạn cảm thấy mình là người hạnh phúc vô bờ bến. Gia đình của người tuổi thân hài hòa hạnh phúc, mâu thuẫn không còn nữa, khoảng cách thế hệ cũng không gây ra xung đột nào quá lớn. Sau những sóng gió xảy ra trước đó thì con giáp này đã biết quý trọng những gì mà mình đang có, hiểu được rằng người thân là những người duy nhất ở bên cạnh mình những khi bão tổ ập tới. Bom, luận về phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi thân trong tháng 6 âm lịch này duy trì ở mức ổn định. Các thể trạng khó chịu lúc trước đa phần đều đã giảm đáng kể, người mắc bệnh cũng có khả năng phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi quẻ quải do thời gian làm việc quá dày. Nếu bạn mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Ngoài yếu tố dinh dưỡng thì con giáp này cũng nên chú trọng luyện tập thể thao, đặc biệt là dân văn phòng hay phải ngồi lâu ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao là rất nhiều. Cẩm nang vận phận cho từng tuổi thân vào tháng 6 âm lịch năm 2024 như sau một Tuổi bệnh thân mệnh hỏa nam sao phân hở, nữ sao la hầu khẩu quyết sự nghiệp đánh dấu nhiều bước phát triển mới đạt được thành tích vẻ vang quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi thìn tiểu nhân tuổi tuất tuổi ngọ màu sắc may mắn màu cam màu nâu hai tuổi mậu thân sinh năm 1968 mệnh thổ năm sao thủy diệu nữ sao ngọc đức khẩu quyết việc hạ quyết tâm và theo đuổi tới cùng sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp. Quý nhân phù trợ tuổi mão, tuổi thìn, tiểu nhân tuổi mùi, tuổi sửu, màu sắc may mắn màu nâu, màu hồng. 3. Tuổi canh thân, sinh năm 1980, mệnh mộc, năm sao một đức, nợ sao thủy diệu, khổ quyết, con đường kiếm tiền ngày càng rộng mở, các nguồn thu nhập gia tăng. Quý nhân phù trợ tuổi hợi, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tuất, tuổi dậu, màu sắc may mắn màu xanh lam, màu trắng. Bốn tuổi nhâm thân sinh năm 1992 mệnh kim nam sao vân hở nữ sao la hầu khẩu quyết đào hoa cực vượng người độc thân có những trải nghiệm tình yêu thú vị quý nhân phù trợ tuổi môi tuổi tỵ tiểu nhân tuổi ngọ tuổi sửu màu sắc may mắn màu cam màu trắng Năm tuổi giáp thân mệnh thủy, năm sao thủy diệu, nửa sao mộc đức khẩu quyết. Tình hình sức khỏe duy trì ở mức ổn định, ốm đau nhanh chóng phục hồi. Quý nhân phù trợ tuổi hại, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tí, tuổi môi, màu sắc may mắn, màu tím, màu đen. Tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi dậu, vận khí biến hóa khó lương, hung cát cùng tồn tại. Tử vi tháng 6 âm lịch cho biết những chú gà có các các tình trẫn dữ nhưng hung tinh cũng khá nhiều, bảo hiệu vận khí biến hóa khó lương, hung cát cùng tồn tại. Bản mệnh làm việc gì cũng phải nghiêm túc và tập trung thì vận trình mới được ổn định. Tháng này có nguyệt lệnh do Lâm quan làm chủ, công danh sự nghiệp vẫn có những cơ hội phát triển nhất định những chú gà có nhiều nhiệm vụ cần hoàn thành và việc cần làm là nhanh chóng lập ra kế hoạch chi tiết để công việc thật sự hiệu quả. Nếu có thể vận dụng được sự linh hoạt của bản thân, biết tỳ cơ ẩn biển thì dễ dàng nắm bắt cơ hội tốt, biển ước mơ trở thành hiện thực. Con đường làm giàu tài lộc của con giáp này với nguồn thu nhập chính vẫn từ các khoản tiền lương nên con giáp này nên tập trung phát triển công việc chính hiện tại không nên ôm đồm quá nhiều kẻo việc gì cũng không đạt được kết quả như ý muốn thời điểm hiện tại không thích hợp để đầu tư quy mô lớn hãy bắt đầu từ những hạng mục nhỏ để hạn chế rủi ro xảy ra. Phần lớn mối quan tâm của người tuổi dậu trong tháng 6 âm lịch là phương diện sự nghiệp và tiền bạc, nên có phần bỏ bê lạnh nhạt hơn với gia đình, người yêu. Điều này nếu kéo dài sẽ rất bất lợi cho mối quan hệ hiện tại của bạn, do đó để duy trì hạnh phúc lâu dài thì chìa khóa là phải biết cân bằng giữa công việc và tình cảm cá nhân. Đối với sức khỏe Người sanh năm dậu cần chú ý chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, tránh bệnh cụ tái phát thì cũng không có gì phải lo lắng. Những người có chế độ làm việc dày đặc nên lưu ý chế độ dinh dưỡng, ăn uống đúng bữa, kẻo ảnh hưởng tới dạ dày và hệ tiêu hóa. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi dậu luận về các phương diện trong cuộc sống một luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Theo tử vi tháng 6 âm lịch cho biết, người tuổi dậu có một tháng hùng cát đang xen, vận trình sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, diễn biến có tốt có xấu. Nguyệt lệnh lâm đất, lâm quan, thêm các tình tạ phù chuyển mệnh, công danh sự nghiệp vẫn có những cơ hội phát triển nhất định, kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng ắt được ghi nhận và gặt thành quả xứng đáng. Tuy nhiên, tính chất của lâm quan khá tùy ý, dễ đổi chiều, có thể mang theo những tác dụng phụ không mong muốn. Trong trường hợp xấu nó có thể khiến bản mệnh tham vọng hơn, hành xử một cách cứng nhắc, thiểu sức thuyết phục. Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định năng lực có thể được cất nhắc lên vị trí quản lý nếu đã trải qua một quá trình nỗ lực chứng tỏ năng lực bền bỉ từ trước đó. Tuy nhiên, quá trình phấn đấu không hề bằng phẳng, có thể xuất hiện một vài nút trầm gây cản trở tiến độ. Tháng này, người tuổi Dậu có nhiều nhiệm vụ cần hoàn thành và việc cần làm là nhanh chóng lập ra kế hoạch chi tiết để công việc thật sự hiệu quả nếu có thể vận dụng được sự linh hoạt của mình tùy cơ ứng biển thì dễ dàng nắm bắt cơ hội tốt biển ước mơ thành hiện thực. Tỷ Kiên cũng khuyến khích bản mệnh làm việc gì cũng phải nghiêm túc và tập trung thì vận trình mới ổn định. Thậm chí vô gặp rắc rối cũng dễ dàng xoay chuyển tình thể, biển hung thành cát. Ngoài ra không khí tại môi trường làm việc khá nhạy cảm, Đôi khi chỉ vì vài câu nói qua lại nhưng mọi người nghe theo một ý dễ cỏ mâu thuẫn nên hãy cố gắng nhận nhìn để mọi điều tốt đẹp. Tất nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc bạn phải im lặng nếu mọi người đưa ra những ý kiến không khả thi. Hai, luận về phương diện tài chính Tháng nay tình hình tài lộc của con giáp người tuổi dậu không có những biến động quá lớn, các khoản thu chi vẫn cần phải có kế hoạch cân đối, chi tiêu vẫn chưa được thoảng tay. Nguồn thu nhập chủ yếu vẫn từ công việc chính, thứ tài hầu như chưa phát huy tác dụng. Tiền lương sẽ là nguồn thu chính của bạn trong tháng, nên con giáp người tuổi dậu nên tập trung phát triển trong công việc chính hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc kẻo không việc gì đạt được kết quả như ý muốn. Nếu muốn làm thêm, bạn vẫn nên đảm bảo công việc chính đã được hoàn thành ổn thỏa. Kinh doanh đầu tư nên thận trọng không được tin người quả kẹo đánh mất tiền bạc. Quá trình hợp tác làm ăn cần phải chọn kỹ càng đổi tác tránh bị kẻ xấu lợi dụng, thao túng hoặc lừa gạt. Dân buôn bản phải lấy chữ tính làm đầu. Làm thật, ăn thật, không vi phạm pháp luật thì mới có thể phát triển về lâu dài. Kiếm tiền không nên chỉ tham cả lợi trước mắt mà bất chấp tất cả phải tỉnh con đường lâu dài. Nếu trong tháng có nhiều việc phải đàm phản kỹ kết hợp đồng, bản mệnh cũng nên xem xét kỹ các điều khoản ràng buộc, không để xảy ra những điều bất lợi hoặc sai sót. Bạn nên nhớ là bút xa gà chết, kỹ tả không đúng sẽ đứt hòa vào thân. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Tuy không đến mức trật vật, nhưng đây vẫn là một tháng có nhiều mối bận tâm và lo nghĩ của con giáp người tuổi giàu. Do đó không có gì ngạc nhiên khi mà mỗi lo an tâm lớn của con giáp này cho phương diện sự nghiệp và tài chính. Chính vì thế mà bản mệnh gần như bỏ bê lạnh nhạt với gia đình người yêu. Những tranh cãi bất hòa diễn ra liên tiếp khiến các thành viên căng thẳng với nhau, không ai chịu nhường ai. Những điều gì có thể kéo dài sẽ rất bất lợi cho mối quan hệ hiện tại của bạn. Do đó, để duy trì hạnh phúc lâu dài thì chìa khóa là phải biết cân bằng giữa công việc và gia đình. Với các cặp đôi đang yêu, cá tính của bạn quá mạnh, lại là có lâm quan thôi thúc tính tự phụ trong bạn nên đôi khi hành động theo cảm tính, chỉ chú trọng cảm xúc cá nhân, muốn làm gì làm nấy mà phớt lờ đối phương, gây ra những sự cố khó chịu, bực bội, chiến tranh lành thường xuyên xảy ra cũng bởi vậy. người độc thân vẫn phải nỗ lực nhiều hơn trên hành trình tìm kiếm một nửa phù hợp hoặc chinh phục người trong lòng. nếu bạn đã lựa chọn hoàn thiện bản thân theo đuổi sự nghiệp ở thời điểm hiện tại nên không quá quan tâm tới chuyện tình cảm của mình, muốn mọi việc tùy theo duyên số. 4. Luận về phương diện sức khỏe Thể trạng của bạn vốn không tồi nhưng do tác động khách quan từ môi trường sống xung quanh nên sức đề kháng dần giảm sút là cơ hội để bệnh tật tấn công. Cần có sự phòng bị trước chủ động bảo vệ sức khỏe Ngoài ra, người tuổi dậu cũng cần phải chú ý chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, hợp lý, tránh bệnh cụ, tái phát thì cũng không có gì phải lo lắng. Những người có chế độ làm việc dày đặc nên lưu ý chế độ dinh dưỡng, ăn uống đúng bữa kẻo ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa dạ dày Cẩm nang vững vận cho từng tuổi dậu vào tháng 6 âm lịch năm 2024 như sau một tuổi tinh dậu sinh năm 1957 mệnh hỏa năm sao thái dương nửa sao thổ tú khẩu quyết sự nghiệp có những cơ hội phát triển nên kiên trì theo đuổi mục tiêu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tiểu nhân tuổi thân tuổi dậu màu sắc may mắn màu cam màu hồng hai tuổi kỷ dậu sinh năm 1969 mệnh thổ năm sao thổ tú nửa sao phần hận khẩu quyết nhiều nhiệm vụ cần hoàn thành cần lập ra kế hoạch chi tiết quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tiểu nhân tuổi thìn tuổi ngọ màu sắc may mắn màu hồng màu vàng ba tuổi tân dậu sinh năm 1981 mệnh mộc nam sao thái âm nữ sao thái bạch khẩu quyết tình hình tài chính không có biến động quá lớn thu chi vẫn cần phải cân đối quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi hoài tiểu nhân tuổi tý tuổi mão màu sắc may mắn màu trắng màu xanh lam 4 tội quỷ giàu, sinh năm 1993, mệnh kim. Nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ, khẩu quyết, phải biết cân bằng giữa công việc và chuyện tình cảm cá nhân. Quý nhân phù trợ tuổi tuốt, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu tím, màu xanh lam. Năm, tuổi ất dậu, mệnh thủy, năm sao Thổ Tủ, nữ sao phân hận, khẩu quyết. Sức đề kháng giảm sức là cơ hội để bệnh tật tấn công, quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi tỵ tiểu nhân tuổi thân tuổi sửu màu sắc may mắn màu đen màu nâu tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi tuất vấp pháp nhiều trở ngại tiểu nhân phá hoại tử vi tháng 6 âm lịch cho biết dưới sự tri phối của tường phá bản mệnh vấp pháp với nhiều trở ngại các kế hoạch có nhiều đảo lộn bạn được nhắc nhở cần phải hành sự thận trọng, đề phòng kẻ xấu phá hoại thành quả của mình đã gây dựng được. Sự nghiệp khá ảm đạm, trường thăng tiễn bấp bên không có nhiều dấu hiệu thuận lợi hay gặp mai ở thời điểm này. Bạn mệnh còn có nguy cơ đụng độ tiểu nhân, mưu sự tốt nhất nên dựa vào sức mình là hơn mà trông chờ vào người khác không được gì. Tuy nhiên, điềm bảo vận khí có chút cải thiện hơn về cuối tháng. Một khi kiên trì vượt qua, thành quả gặt hải được hoàn toàn xứng đáng. Con đường tài lộc của người tuổi tuất cũng có nhiều biến động lên xuống thất thường, đa phần theo chiều hướng xấu. Ở thời điểm này, người tuổi tuất cần phải có kế hoạch quản lý tiền bạc rõ ràng, chặt chẽ hơn mới có thể hạn trẻ được tình trạng hào hụt. Với tình hình trước mắt, hãy lấy ổn định và bền vững làm trọng, còn nếu tham lam vô độ sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường. Phương diện tình cảm vẫn có vấn đề, người tuổi tuất gặp không ít những phiền muộn trong tháng này. Tình cảm vợ chồng đo lửa xuất hiện nhiều nguy cơ cả chủ quan lẫn khách quan. Người độc thân dành nhiều thời gian phấn đấu cho sự nghiệp cá nhân nên khá hời hợt trong chuyện yêu đương. Về phương diện sức khỏe, tâm lý không ổn định, công việc bận rộn, vất vả sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thể trạng của con giáp này. Bản mệnh có dấu hiệu suy nhược thể trạng vì suy nghĩ nhiều và lao lực, thường xuyên cảm thấy quẻ quải, mệt mỏi. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi tuốt luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện, công danh, sự nghiệp, bước sang tháng tân mùi đây là một tháng có nhiều khó khăn cho chặng đường phát triển sự nghiệp của người sanh năm tuất khi mà bản mệnh phải đối mặt với cục diện tử vi nhiều bất lợi, Dưới sự chi phối của phá thải tuế sự nghiệp khá ảm đạm bản mệnh vấp phải nhiều trở ngại các kế hoạch có nhiều đảo lộn đường thăng tiễn bấp bên không có nhiều dấu hiệu thuận lợi hay gặp may ở thời điểm này áp lực tăng cao đã vậy con giáp này còn có nguy cơ đụng độ tiểu nhân. Bạn được nhắc nhở cần phải hành sự thận trọng, đề phòng kẻ xấu phá hoại, thành quả mà mình đã gây dựng được. Đặc biệt là cần phải khiêm tốn giữ mình, hơn là khoe mẽ, gây hấn trong những chuyện. Hay những người không đáng, tránh voi chẳng xấu mặt nào, đừng tự mua dây buộc mình. Mua sự tốt nhất nên dựa vào sức mình là hơn, trong chờ người khác. Với những ai đang trong quá trình tìm kiếm công việc cũng sẽ cảm thấy vất vả ngay từ ban đầu. Chuyện hợp tác làm ăn kinh doanh gặp trục trặc ngay từ đầu do đòi bên thiếu sự tin tưởng. Hơn nữa, bạn còn khả nóng nảy, thiếu chính kiến, dễ có những yếu tố ngoại cảnh tác động dẫn tới việc đưa ra quyết định vội vàng sai lầm. Nhất là khi có thêm tiểu nhân cố tình gian bẫy hãm hại, người tuổi tuất khó mà thoát ra được bạn sẽ cần phải chuẩn bị tinh thần vững vàng để có thể đương đầu với mọi rắc rối, áp lực, muộn phiền, không để bản thân gục ngã trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, đêm bảo vận khỉ có chút cải thiện hơn về cuối tháng. Một khi kiên trì vượt qua, thành quả gặt hái được hoàn toàn xứng đáng. Dù vậy, vận khí vẫn còn non yếu, may mắn chưa đủ áp chế xua xẹo trong suốt cả tháng. Do đó, bạn vẫn cần nên hành sự chậm mà chắc, vừa làm vừa quan sát tìm hiểu tình hình để kịp thời điều chỉnh khi cần. Với những ai có ý định nhảy việc, cần cần nhắc kỹ càng, lợi hại. Đừng vì phút bồng bột mà bản thân rơi vào cảnh lòng bông. 2. Luận về phương diện tài chính Con đường tài lộc của người tuổi Tuất có nhiều biến động lên xuống thất thường, đa phần theo chiều hưởng xấu. Tháng này không có tài tinh chiếu mệnh, tài chính trở lại thiên tài không có khởi sắc dù có các tinh thiên đức đưa đường trị lỗi mang tới không ít những mối làm ăn lớn nhưng trong tháng đụng độ phá thải tuế bạn cần hết sức thận trọng trong đầu tư kẻo bị lừa đảo lợi dụng danh tiếng thực tế ưu điểm của con giáp này nằm ở khả năng tính toán quản lý tiền bạc không phải ai cũng có được Tuy nhiên, bản mệnh lại luôn chủ quan thiểu tâm nhìn xa trong rộng, nên rất dễ mắc sai lầm lớn khiến cho tiền bạc tiêu tan nhanh chóng. Ở thời điểm này, người tuổi tuốt cần có kế hoạch quản lý tài chính rõ ràng, chặt chẽ hơn mới có thể hạn chế hao hụt. Với tình hình lúc này, hạ lấy ổn định, bền vững làm trọng. Còn nếu tham lam vô độ sẽ dẫn tới hậu quả khó lương. Còn nếu nóng vội, Tham cá lợi trước mắt, bạn sẽ đánh mất hết những gì mà mình đã gây dựng từ lâu. Đặc biệt, cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền bạc, kẻo chẳng những không đòi lại được mà mối quan hệ tình cảm đôi bên cũng tan vỡ. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Phương diện này không mấy lý tưởng, tồn tại nhiều vấn đề khiến bạn muộn phiền. Điềm bảo tử vi cho thấy đây sẽ là một tháng vui ít mà buồn nhiều. Tâm trạng khá xa xúc. Tương phá tác động tình cảm vợ chồng đôi lửa xuất hiện nhiều nguy cơ cả chủ quan lẫn khách quan. Đối mặt với thử thách về sự thủy chung, mối quan hệ thiếu sự lãng mạn, thiếu sự quan tâm và chia sẻ nên xuất hiện vết nước khó hàng gắn. Đó là nguyên nhân chính khiến cho vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn cãi vã, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện nếu không có lý trí vững vàng, bản mệnh dễ phạm sai lầm, tự tài phá bỏ hạnh phúc đã xây dựng trong suốt thời gian vừa qua. Khi mâu thuẫn ngày càng tăng, cả hai nên tìm cách hóa giải hơn là lạng tránh vấn đề. Khi hai bạn cùng ngồi lại nghiêm túc xem xét vấn đề sai ở đâu, sợ ở đấy, thì khúc mắt nào cũng sẽ được tháo gỡ, gia đạo lại im ấm như xưa. Người độc thân dành nhiều thời gian phấn đấu sự nghiệp cá nhân nên khả hơi hợt trong chuyện yêu đương. Dù vẫn có người tiếp cận tìm hiểu nhưng bạn không mấy để tâm. Người tuổi tuất chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu có được bạn thuận theo tự nhiên ắt có ngay gặp lương duyên. 4. luận về phương diện sức khỏe phương diện sức khỏe cũng khó ổn định trong tháng do công việc bận rộn và vất vả áp lực bộ quay sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thể trạng của bạn thời gian dài chịu căng thẳng đầu óc khiến cho bản mệnh có dấu hiệu suy nhược thể trạng vì suy nghĩ nhiều lao lực thường xuyên cảm thấy quể quải mệt mỏi nhiều người còn gặp phải vấn đề về chất lượng giấc ngủ hay ăn uống kém ngon khó tiêu bạn có thể sụp cân bất thường trở nên chủ quan vì các dấu hiệu bất thường ấy do đó còn giáp người tuổi tuất nên hết sức chú trọng về việc điều dưỡng tinh thần từ đó mới có thể hài hòa được toàn bộ hoạt động của cơ thể thời tiết nặng nóng gây gắt người tuổi tuất cũng nên chú ý dưỡng sinh mùa hạ bằng cách ăn uống thanh đạm hạn chế các đồ ăn quá nhiều dầu mỡ cay nóng Cảm nang vững vận cho tầng tuổi tuốt vào tháng 6 âm lịch năm 2024 như sau. Một tuổi mậu tuất sinh năm 1958 mệnh mộc, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm khẩu quyết, sự nghiệp khả ảm đạm, vấp phải nhiều trở ngại, các kế hoạch có nhiều đảo lộn. Quý nhân phù trợ tuổi mão, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi tỵ, màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu nâu, 2. Tuổi canh tuốt sinh năm 1970 Mệnh kim Nam sao la hầu, nữ sao kể đô, khẩu quyết, áp lực tăng cao, đề phòng tiểu nhân phá hoại thành quả đã gây dần từ lâu. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi thân, tiểu nhân tuổi thân, tuổi sửu màu sắc may mắn, màu vàng, màu tím. 3 tuổi nhằm tuất sinh năm 1982 mệnh thủy năm sao kế đô nữ sao thái dương khẩu quyết các kế hoạch làm giàu kiếm tiền có nhiều biến động lên xuống thất thường quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi hoài tiểu nhân tuổi dần tuổi dậu màu sắc may mắn màu xanh lam màu xám 4. Tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, mệnh hỏa. Nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu huyết. Tình cảm vợ chồng, đo lửa xuất hiện nhiều nguy cơ rạn nứt. Quý nhân phù trợ, tuổi môi, tuổi dậu, tiểu nhân, tuổi sổ, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu cam, màu trắng. Năm tuổi bính Tuất, mệnh thổ. Nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, sức khỏe xa xúc do công việc bận rộn vất vả áp lực bổ quay. Quý nhân phù trợ tuổi mão, tuổi ngọ, tiểu nhân tuổi mùi, tuổi tỵ, màu sắc may mắn màu đen, màu vàng. Tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi hợi, nhân duyên tốt lành, tinh thần phấn khởi, Bước sang tháng tân mùi, đây là một tháng mà nhân duyên tốt lành như sự trợ giúp đến từ ngoại lực dành cho người sanh năm này Bản mệnh có tinh thần trạng thái phẫn khởi, sự nghiệp đón bước tiến phát triển mới, hứa hẹn có nhiều cơ hội thăng tiến. Bản mệnh có tinh thần phẫn khởi, đón tiếp những thăng tiến cơ hội đầy hứa hẹn sẽ giải quyết mọi việc một cách trôi chảy mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Những ai mạnh dạng tham gia vào lĩnh vực mới cũng có lợi trong thời điểm tháng 6 âm lịch này. Tình hình học tập cũng rất khả quan, đạt thành tích tốt. Tài lộc cũng trên đà khởi sắc mạnh, các nguồn thu ổn định và có xu hướng tăng, đầu tư kinh doanh đều thu về kết quả khả quan. Có thể thử sức với những hạng mục đầu tư mạo hiểm nhưng trong thời gian cho phép của bản thân về tình hình tài chính. Người làm văn phòng cũng có cơ hội tăng lương, tăng thưởng. Tình cảm có nhiều tín hiệu tích cực, đào hoa lành tìm đến. Dù là nhân duyên may mỏi hay tự nguyện, người tuổi hoài độc thân đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Tình cảm đôi lửa hay hoa, mâu thuẫn giữa các cặp đôi ít dần đi, thay vào đó là sự chia sẻ, cùng nhau cảnh phát mọi việc. Sức khỏe của người tuổi hoài duy trì ở mức bình ổn. Tuy nhiên, thời tiết thay đổi thất thường, khó tránh một vài triệu chứng khó chịu. Rất may là thể trạng mau phục hồi, không phải lo lắng thái quá. Vấn đề cần lưu ý trong tháng là sự an toàn trong khi làm việc, lao động. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi hại luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện, công danh, sự nghiệp, sự nghiệp của con giáp người tuổi hợi trong tháng 6 âm lịch có nhiều khởi sắc bất ngờ. Bạn sẽ giải quyết mọi việc một cách trôi chảy mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Những thuận lợi mà con giáp này đều có được nhờ tam hợp trọng lưng, thêm nguyệt lệnh làm một dục mang tới những mỗi nhân duyên tốt lành hứa hẹn bản mệnh sẽ nhận được nhiều sự trợ giúp từ ngoại lực. Tháng Tân Mùi phận quỹ nhân khả vườn, người tuổi hợi làm gì cũng có người hậu thuẫn, ủng hộ, sát cảnh cùng bên, mọi lúc để phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn. Nếu biết tận dụng sức mạnh tập thể, kiểm soát cả tôi cá nhân thì bạn sẽ được nhiều lợi hơn cả, còn tiễn xa hơn nữa. Tháng này thích hợp cho việc ký kết hợp đồng thực hiện kế hoạch kinh doanh lớn, với những người đang ấp ủ dự định khởi nghiệp hay muốn triển khai một dự án mới, bạn sẽ có cơ hội gặp được những người cùng chỉ hưởng và có thể tiến triển theo kế hoạch ngay lập tức. Nếu quá trình xuân sẻ, bạn sẽ nhanh chóng nhận được món lời khả khả từ dự định ban đầu. Trong quá trình làm việc, bản mệnh có sự hưởng thủ say mê nên giải quyết công việc có đầu có đôi, hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng mà không gặp bất kỳ khó khăn, thậm chí còn truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Đương nhiên, vận khí may mắn cũng chỉ đóng vai trò thử yếu. Cải chính là bản mệnh không ngừng nỗ lực kiên trì quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình thì mới có thể duy trì được may mắn lâu dài. Cũng cần phải lưu ý rằng tuy một dục giúp nhân duyên thêm vượng nhưng mặt trái của nó là có thể khiến cho cảm xúc khó được kiểm soát. Đôi khi bản mệnh hành sự quá khích thiểu tiết trễ có thể vô tình gây khó chịu cho người xung quanh. Đặc biệt bạn cũng nên tránh hành động theo cảm tính kẹo thất bại nửa chân. Tình hình học tập cũng rất khả quan, đạt thành tích tốt nhưng vẫn cần phải tập trung chú ý hơn nữa. Bản mệnh vốn có tư chất thông minh, lành lợi, học một, hiểu mười, nhưng lại có bản tính ham chơi nên vẫn cần phải rèn luyện tỉnh tự giác. Mỗi khi người tuổi hợi xác định được phương hướng phấn đấu rõ ràng, mọi thứ trở nên đơn giản hơn. 2. Luận về phương diện tài chính con đường tài lộc các khỉ tăng mạnh cũng giúp cho tài vận trên đà phát triển rõ rệt, các nguồn thu ổn định và có sự hưởng tăng, đầu tư kinh doanh thu về kết quả khả quen. Nhờ đó mà có thể chi tiêu rủng rỉnh, sô tàn áp lực, tiền bạc. Nhờ quỹ nhân tam học soi đường chỉ lỗi con đường kiếm tiền làm giàu, bớt đi nhiều trở lực, dù có vấp phép khó khăn cũng có những người tới ứng cũ không phải lo lắng hay suy tư quá nhiều. Hơn nữa, tháng này Nguyệt lệnh làm một dục mang tới những mối quan hệ hợp tác khai hoa, xã giao hữu hảo. Bình thường, nhân duyên của con giáp này đã rất tốt, rất hay, giúp đỡ người khác. Này có thêm phần may mắn đồng hành nên được người khác giúp lại, đó là điều xứng đáng. Nhờ đó mà người tuổi hoài đi đâu làm gì cũng gặp được người tốt và nhận được sự trợ giúp nhiệt tình. Thạng Tân Môi, người tuổi này có thể thử sức với các hạng mục đầu tư mạo hiểm nhưng vẫn cần phải trong giới hạn cho phép về tình hình tài chính hiện tại. Người làm kinh doanh thì có một thảng buôn mai bản đất, hàng hóa lưu thông đều đặn trò chảy, vì thế mà con giáp này tự tin để mua sự lớn, cầu tài vận. Quan trọng là có dám thử thách bản thân hay không mà thôi người làm văn phòng vẫn có cơ hội tăng lương tăng thuận. Việc bạn làm là chăm chỉ, nỗ lực là nền tảng chắc chắn để mạnh dạng đưa ra đề xuất tăng lương với cấp trên, khả năng được chấp thuận rất cao. Khi đứng trước các quyết định lớn khiến cho bạn đắn đo, Bạn mệnh cần giữ vững tâm lý, bình tĩnh để xử lý vấn đề và làm chủ mọi việc. Nếu muốn tham khảo ý kiến của người khác thì cũng cần có sự chọn lọc đánh giá việc của mình do chính bản thân quyết định có thể lắng nghe hay chắc lọc mọi thông tin đưa ra quyết định cuối cùng. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Tháng này, tam hợp và mộc dục bảo hiệu tình cảm của người sanh năm hợi có nhiều tín hiệu tích cực đào hoa lành tìm tới với người độc thân dù là nhân duyên hay qua may mối tự nhiên bản mòn đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị bạn nên mở lòng mình để đón nhận một cách thoải mái đôi khi không mong đợi là dễ có được hạnh phúc mong muốn bởi trong tình yêu không ai nói trước được điều gì Tuy nhiên, một dột sẽ biển thành đào hoa dữ nếu như thái độ trong tình cảm của bạn không rõ ràng, dứt khoát. Đừng để nhân duyên đến rồi đi, còn bạn lại trở thành người đứng núi này trong núi nọ, ngày lắm mỏi tối nằm không. Tình cảm lửa đòi hài hòa, mâu thuẫn giữa các cặp đôi ít dần đi, thay vào đó là sự chia sẻ, cùng nhau gánh vác mọi chuyện. Nếu đã có quá trình tìm hiểu vừa đủ, cả hai có thể tỉnh chuyện hôn nhân đại sự, đừng quá kéo dài thời gian yêu đương, kẹo sinh ra cảm giác nhàm chán. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tháng 6 âm lịch, sức khỏe của người tuổi hại duy trì ở mức bình ổn. Tuy nhiên thời tiết thay đổi thất thường, khó tránh một vài triệu chứng khó chịu. Rất may là thể trạng mau phục hồi, những vấn đề khó chịu không quá nghiêm trọng, có thể hóa giải bằng cách nghỉ ngơi điều độ, không làm việc quá sức và chăm chỉ làm việc thiện. Vấn đề cần lưu ý trong tháng là an toàn trong khi làm việc lao động, đặc biệt những người chuyên phải lái xe đường dài hoặc làm các công việc có tính chất nguy hiểm cần phải hết sức thận trọng. Cẩm nang phượng phận cho từng tuổi hoài vào tháng 6 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi đinh hoài Mệnh thổ, năm sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, sự nghiệp nhiều khởi sắc bất ngờ, giải quyết mọi việc một cách cho chảy. Quý nhân phù trợ tuổi mão, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tuốt, tuổi tỵ màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. 2. Tuổi kỷ hài, mệnh mộc, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, làm gì cũng có người hậu thuận, ủng hộ, mọi việc tiến triển nhanh hơn. Quý nhân phù trợ tuổi mùi, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi dậu, màu sắc may mắn, màu hồng đậm, màu vàng. 3. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, mệnh kim, nam sao một đức, nữ sao thủy diệu, khẩu huyết, tay vận trên đà khởi sắc rõ rệt, các nguồn thu ổn định và có xu hướng tăng. 4. Tuổi Quỷ Hợi, mệnh thủy, nam sao phân hưởng, nữ sao La hầu, khẩu huyết, Chuyện tình cảm có nhiều tín hiệu tích cực, đào hoa lành tìm tới. Quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi sổ, màu sắc may mắn, màu xanh, màu cam. Năm, tuổi ất hợi sinh năm 1995, mệnh hỏa, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, thể trạng mau phục hồi, những vấn đề khó chịu không quá nghiêm trọng. Quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi tuất, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi ngọ, màu sắc may mắn, màu hồng, màu nâu.